với tất cả quý vị. Minh Sù có một người bạn, người bạn ấy tên là Lập. Anh Lập này thì có rất là nhiều những cái sự thú vị. Trước khi Lập ở nhà biệt thự đó thì Lập ở nhà lá. Trước khi mà Lập trồng web drama đó thì Lập trồng lúa. Còn trước khi mà Lập đi thảm đỏ đó thì Lập đi cầu. Dạ không, cái cầu này quý vị, cái cầu này rất là quen thuộc đối với Lập. Và sau rất nhiều thời gian thì Lập lại có hai đứa con. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi với cuộc đời của Lập khi mùa nước lũ tới. Ủa? Ủa? Trời ơi! Thảo ơi! Ra đây coi! Nước ngập lên quá trời rồi nè! Dạ! Đâu đâu chị hai! Cho em coi với! Vui quá chị hai ơi! Thích quá! Tạt nước nè! Tạt nước nè! Tạt nước nè! Út dám xô chị hai hả? Cho Út biết nè! Tạt nước nè! Tạt nước nè! Chút xíu nữa là té em rồi đó chị hai. Mới có mấy ngày thôi mà nước đã lên tới chừng này rồi. Vài bữa nữa chắc nước ngập vô nhà mình quá chị hai. Trời ơi, em lo làm gì? Năm nào nước chảy vô nhà. Mình sống chung với lũ riết thì cũng quen mà. Ý chị hai, đằng kia có con búp bê dễ thương quá kìa. Chị hai vớt lên cho em chơi đi. Được rồi, để chị vớt cho. Ê à, ê à, Út cầm tay chị. Chị hai ơi, cha ơi, chị hai rớt xuống nước rồi. Cái gì? Trời đất ơi, cái gì? Con mình rớt xuống nước rồi hả? Trời đất ơi, nó rớt ở đâu? Nó rớt ở đâu? Chị cho cha coi. Con nè. Trời ơi. Con biết bơi mà. Trời ơi, ở dưới đó luôn. Ngon ở dưới đó luôn. Trời ơi. Thiệt tình à. Lên. Tôi tức quá, tôi kiếm cái rồi tôi quánh mà được thiệt. Chết rồi. Sao vậy hả? Hả? Gan quá ha. Bữa nay mày đặt rồi chơi trò chơi té nước đồ. Làm tao lo muốn chết à. Du nhập Thái Lan hả? 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 Mới mua cho hai cái áo sinh nhật đó rồi giờ nhảy xuống đó ướt hết trơn hết trọi. Làm lo muốn chết hả? Đừng có ý y như là mẹ cũng có mùa lũ năm đó đã bỏ ba cha con mình ở lại đó, nhớ chưa? Còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ, anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, dập cho mái tranh ngôi lên giữa ngọn triều dâng, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Mẹ ngồi dưới mưa tay ôm ấp trẻ lại.
Phải công nhận hai đứa rất là rảnh luôn á nghe. Tao làm muốn chết luôn, đứng hát quá trời. Trời đất ơi. Mới mua hai cái áo nhảy cái xuống đó rồi dơ rồi, không chịu vô thay đồ rồi bệnh. Có mình cha à, hiểu không? Đi vô đi, đi vô thay đồ đi. Thấy là trời nó chuyển mưa dữ lắm rồi kìa, đi vô. Ừ mà chuyển mưa rồi phơi em chi điên quá. Vô. Để đi, lát rồi hết mưa rồi phơi tiếp. Hai đứa, chuẩn bị mọi thứ đi. Lũ đang kéo tới rồi, Trời ơi, bơi đi, bơi đi hai con, bơi đi. Bao giờ bỏ hai con, dù như thế nào cũng không bao giờ bỏ hai con đâu. Một tràng pháo tay cho Ngọc Thảo, Tiểu Bình và Huấn Lâm. Ướp luôn cả cái áo bên trong để làm cho cái cảm xúc nó thật nhất đúng không ạ? À? Vô lấy chai nước suối đổ liền lên đầu. Đổ liền luôn. phải nói là giống như hai chị em ở trong nhà thiệt sự, đứa chị lớn rồi đứa em nhỏ nữa. Trước khi mà con bình tâm lại thì bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên khác nha. Xin mời cô Khả Như ạ. Tiết mục này nó có nhiều dàn dựng nên chắc Như xin phép nói về phần dàn dựng mà đã hỗ trợ rất là tuyệt vời cho hai con. Cô luôn ngưỡng mộ Huỳnh Lập ở chỗ đó là Lập luôn đưa ra những ý tưởng rất là chân thật, rất là gần gũi. Nói về đời thực là chắc chắn có Huỳnh Lập thôi. Và khi mà Huỳnh Lập đưa những ý tưởng luôn luôn làm cho người ta không có bị bi lụy. Đúng Lập rồi. Có một cái rất là hay đó là không bao giờ đưa vào tan tóc hay chết chóc nhưng mà coi vẫn cảm động. Đúng. Thì cái sự duyên dáng Huỳnh Lập mà làm cho hai con mà vẫn diễn được, vẫn thoải mái được. Chú Lập đã rất là cố gắng để mà nương hai đứa con. Và khi mà hai đứa con diễn á, chú tin lại trong nhà có hai đứa con mà rảnh thiệt là rảnh luôn. Người cha tất tả, hai con đứng trên cầu hát nghiêu ngao
tôi tin được điều đó. Và cái sự mộc mạc đó làm cho Như cảm thấy trời ơi, cái tiết mục này như không có đang xem thi mà thật sự là đang xem một tiết mục ca cảnh, nó rất là dễ thương. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Như. Và chú Duy cười quá trời, xin mời chú. Chú ấn tượng, rất là ấn tượng luôn. Tiểu Bình ơi, trời, con diễn cái lúc mà con rướn cái tay con ra, cái mặt con không cảm xúc. Chú nói chết rồi con bé, sao nó diễn cái chỗ này kỳ vậy ta, sao nó không có một cái miếng cảm xúc nào hết. Con mà lúc đó con diễn đúng là kiểu là con diễn luôn á, kiểu đưa tay ra xong với con à, chị hai ơi a à, là con có cái nhảy xuống. Rồi sau đó là chú Lộc đã cho con một cái là chị biết bơi mà, rất là duyên dáng. Và nó là giống như là cái phần mà có thể là mình diễn không được, nhưng mà chú Lộc đưa cho con những cái tình tiết, những cái mấu chốt làm cho cái tiết mục này Lập nó hay vậy lắm anh. Rất là hay. Nó làm cho mình rất là bất ngờ. Có nghĩa là anh bị vô duyên, ví dụ anh bị vô duyên á, sẽ làm vô kỳ vậy. Ví dụ lấy cái vô duyên nó thành cái có duyên. Chú cảm ơn Quỳnh Lập vì đã có một tiết mục rất là hay ngày hôm nay. Dạ, và cảm ơn Duy. Và đặc biệt luôn nữa là cái giọng hát của con ngày hôm nay, chú rất là ưng, thực sự rất là ưng. Và ngay bây giờ Minh Sùng muốn lắng nghe cảm giác của anh Trung ạ. Càng ngày chú càng thích cái giọng của con á Thảo. Con lên cao ấy, cái kiểu nhẹ nhàng lắm. Nhìn con hát á, bình, cảm giác nó bình thường, chẳng có một cái gì gọi là cao hết trơn. Đứng đúng một mặt một hát rất bình thường, chẳng có gì để xử lý mà phải rướng hay là cái gì hết. Đặc biệt những cái lúc mà ngồi trên thuyền á, ngồi chồm hổm khó hát lắm. Còn cái tư thế này nè, khó hát dữ lắm luôn á. Nó nhúc nhích nữa. Đúng rồi, khó hát lắm luôn á mà con vẫn hát được, hay lắm. Còn Tiểu Bình á, mỗi vòng thì con đã khá hơn được một chút. Có nhiều người sinh ra chỉ có một dòng nhạc một, một cách hát một. Nhưng tụi con nên nhớ nè, ai nghệ sĩ cần phải đa dạng, cần phải phong phú. Nhưng đa dạng phong phú chỉ là để tồn tại mà thôi. Còn muốn phát triển thì phải đặc biệt. Và tụi con đang có cái đặc biệt của tụi con. Nó giống như vậy nào, ví dụ như nào, ví dụ như một cái cửa hàng mà người ta bán một cái món đồ đó, thì muốn mua cái món đồ đó phải đến đúng cửa hàng đó để mua. Thì muốn nghe kiểu này thì phải kiếm đến tụi con. Còn một cái cửa hàng mà bán nhiều đồ quá mà không có gì là chính chủ của nó hết á, à, không có gì là đặc biệt hết á, thì người ta gọi nó là tạp hóa. Đừng nói chuyện đó nha con nha. Dạ, cảm ơn chú. Còn cô Diệu Nhi, xin mời cô. Tiết mục vừa rồi của tụi con rất là dung dị, rất là đơn giản luôn. Mặc dù ở mỗi một cái bài hát buồn á, tất nhiên sẽ có rất là nhiều người họ dàn dựng theo cách của họ, gọi là chiêu trò cũng được, gọi là lấy nước mắt khán giả cũng được, mà gọi là muốn làm cho người ta cảm xúc cũng được. Nhưng mà cô nghĩ á, khán giả họ không có dễ khóc, họ cũng không có dễ cười. Thì cô muốn nói cho con biết, mình có thể có chiêu trò, mình có thể có một cái đặc điểm gì đó để mà mình mong là mình sẽ lấy được nước mắt của khán giả. Nhưng mà khán giả có khóc hay không, đó là chuyện mình phải đẩy cảm xúc làm sao khán giả phải khóc. Đó là về cái mặt cảm xúc thôi. Chứ còn mình không thể nào mà nghĩ là khán giả dễ dãi lắm, vô khóc đi khán giả sẽ khóc theo, vô làm cười đi khán giả sẽ cười theo. Và cái đặc biệt ở trong tiết mục này thì thật sự luôn á, nó đơn giản, đúng là Lập phải ngồi ở đây phải nói là quỷ xàm, đang vô cảm xúc rồi cái nó xàm một cái cười, cái một hồi Lập lật liên tục, rất là thông minh luôn. Mình không nghĩ được là sắp tới Lập làm gì, không suy nghĩ được luôn. Còn phải cảm ơn chú Lập và cô Hòa rất là nhiều, bởi vì làm cho tụi con rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô Nhi. Ủa, Hòa ơi, em xúc sao động vậy? Quá hả? Ủa, xúc động quá. Mọi người khen em xối xả luôn á. Dạ không, tại vì thật sự là cái gì đi chăng nữa, làm cái việc gì dù không phải là nghệ thuật mà được công nhận, cái đó là cái hạnh phúc nhất. Chú Duy, cô Như hay là chú Trung hay cô Nhi có nói với các con là các con đã tiến bộ hơn, thì thật sự đấy là cái niềm vui và hạnh phúc của cô Hòa. Còn bây giờ khi anh cùng với hai con đứng ở trên sân khấu thì em thật sự quá là hãnh diện và hạnh phúc khi ở đội có anh Lập và có các con. Cảm ơn rất là nhiều. Mà em cười như con điên vậy á. Thảo, con cười cái này nãy giờ chúng thấy con cười luôn á Thảo. Người ta chưa thoát rồi. Chưa thoát rồi luôn. Ngày hôm nay thì Thảo và Bình đã làm rất là tốt rồi. Và tụi con đã nhận được rất là nhiều lời khen có cánh đến từ các huấn luyện viên. Và nào, hãy nở một nụ cười, một tràng hô tay cho hai con. Và xin được cảm ơn Huỳnh Lộc rất nhiều. Có một kỷ niệm rất là vui khi mà dàn dựng bưng cái cầu lên. Cái chị Như á, ủa em dựng chung kết hả em? Mà tại vì cái nết dựng của em nó vậy đó. Cái nết dựng của em là em muốn có nhiều thứ gì nè. Em thích miền Tây lắm. Em thích những cái gì đó chân thực, những cái gì đó để tạo nên cảm xúc của hai bé. Lúc tập hai bé ráo quảnh là thiệt. Em lo lắm, em rất là lo. Tại vì không có hình dung được, chạy đâu cũng chạy sân khấu thôi, cũng không có cái gì là thật hết. Thì tụi con giống như mọi người cũng thấy rồi đó,
tạt nước nè, nhưng mà Lập ơi, em xử lý mà ngồi cái cầu nó dễ thương. Đúng rồi, ngồi em cái chỗ cái cầu nó dễ em thương. Em xin dữ lắm mới được cái cầu này đó. Dễ thương chịu không nổi luôn. Và những cái này là cũng xin từ từ mà ra nè. Ban đầu có cái nhà với cái cầu với là cái thuyền thôi. Trời ơi, ông Lập ông đi vòng vòng phim trường như dông vậy đó. Thấy cái gì ông cũng bưng lên sân khấu. Đây, rồi. Hồi hôm qua chạy sân khấu là chưa có cái xào phê đồ đâu. Trời ơi, em không biết có chuyện đó luôn đó. Để bữa nay mới xin ra cái xào phê đồ. Anh biết vì sao mà sau khi Lập, anh Lập nói là đi vào trong nhà đi thay quần áo mà hai đứa nó cứ thẫn thờ mãi không vào đâu, là bởi vì tự dưng ông này ông đứng phơi đồ mà hai đứa nhỏ lúc tập không có bộ ba không có đứng phơi đồ của nó, nên chúng nó không biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự hai bé còn rất nhỏ, mình diễn tả thật nhiều nhưng mà mọi thứ nó chỉ là diễn tả thôi, các bé không có hình dung được, chưa có bao giờ mình trải qua cái điều đó mà bé hình dung thôi. Vậy thôi, ngày hôm nay nãy chú nói luôn mà, lát nữa chú lên chú sẽ làm nhiều thứ lắm đó, tụi con cứ đúng cảm xúc của tụi con phản ứng lại thôi, và tụi con đã làm được điều đó. Chúc mừng tụi con. Một lần nữa cảm ơn Huỳnh Lập và chúc mừng hai con. Rồi, chúc mừng, cảm ơn cô chú. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói sáng nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng biên mang theo làn gió mới, chưa mong thấy trong lòng sáng lên tìm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy chân giấc nói chào anh dương ngày môi. Trên đường thay tha trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng miên man theo làn gió mới, chưa bỗng thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào anh dương ngày mới đến. Con nữa Huy Trường và Duy Linh.
bắn tim ở dưới nhận tim ngon kìa. Vỗ tay nữa cho hai bạn nhỏ nữa không ạ. Hòa ơi, bắn tim rồi, đẹp trai quá rồi thì sao nữa nhá? Giọng quãng cao của Huy Trường hay ha. Tự rất là căng. Rất là căng và cô cảm thấy rất là đã. Rất là thích phong cách điềm tĩnh trên sân khấu nhưng mà vẫn mang cho người ta có một cái sức hút. Và cũng chúc mừng con đã có một phần biểu diễn. Nhưng mà Duy Linh sẽ phải các động tác nó chắc chắn hơn đi anh Di. Nó chắc hơn ạ. Còn lại thì cô dành rất là nhiều điểm cho con. Và đây cũng là một lời góp ý cho anh Di nhỏ. Trời ơi, thấy thằng đẹp trai cái quéo liền. Cảm ơn cô ạ. Tự nhiên cái nhìn hai đứa nhỏ thấy mình già quá. Già chứ còn gì nữa. Cảm giác buồn quá. Nhưng mà bù lại là tụi con đã mang cái sức trẻ đến cho cái sân khấu này. Nó vừa là sự trưởng thành, nó vừa là sự ngây ngô, nó vừa là sự tinh nghịch, còn cái sự tươi mới trong đó nữa. Thấy cái tự tin của tụi con, tự nhiên bản thân chú được đón nhận rất nhiều từ cái trái tim rất là nhỏ nhưng cái ý nghĩa là rất là lớn. Năng lượng, cái năng lượng tích cực chính xác là như vậy. Nghe xong, tự nhiên mình thấy mình trẻ tuổi không thật yêu sự. Đời. Không, yêu đời trẻ tuổi mà thực sự là chú còn rất trẻ nghe, tại vì tụi con kêu chú bằng chú, cái chú tự nhận chú là chú thôi, mặt ra xưng bằng anh được. Anh nói cho hai em nghe thì thật trời, ra trời, là trời. Nói chung là chú ơi, các anh các chú ở đây cảm giác rất là thích cái phần trình diễn của tụi con tụi em và hy vọng rằng là tụi con tụi em sẽ luôn giữ tinh thần này để mang đến cho tất cả quý vị khán giả và các anh các chú ở đây. Cảm ơn các chú. Cảm ơn phong cách này là mai sau con lớn lên à. Hai con mai sau sẽ là những gọi là nam thần. Yeah, cố lên. Nó rất hiện đại nữa, còn có thêm cái phần độc rap nữa. Con ơi, nói về cái chuyên gia độc rap, cô Nhi thì cũng là một lại người rapper dữ dội. Buổi tối mà nghe bài hát Chào Buổi Sáng tự nhiên muốn đi ăn sáng ghê luôn á. Thật sự luôn á. Con trai đang nói chuyện nhìn đâu con? Ủa nhìn đâu vậy ta? Ủa đây là nhìn Linh. Nhìn em nhìn Linh á, nhìn ai á? Em cô nè. Đây giờ đang nói chuyện với con nè, cho hai đứa con đỡ căng thẳng thôi. Chứ thật ra bài hát con thấy dễ thương mà, chứ là những cái lúc mà vừa nhảy vừa hát thì cô thấy khó à. Nhưng mà con không có bị đứt hơi nhiều, chỉ chút xíu 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 thôi, nhưng mà khó à. Vừa nhảy vừa hát khó lắm á. Còn em vừa nói vừa cười ngượng cũng khó lắm đó. Nếu mà hai con nếu mà được vào vòng trong ấy thì rất là mong anh Duy sẽ cho hai con thể hiện tài năng vũ đạo hoặc gì đó. Chú đoán là con nhảy hip hop được luôn đúng không? Dạ vâng ạ, con cũng đã từng nhảy. Làm thử chút xíu được không? Giấu nghề. Giấu hả? Yeah. Biết không? Cái phong cách này là cái phong cách có thể là rất là phong cách. Tiết tấu nằm trong người rồi, nếu đúng như rồi. Ban nhạc đánh một nhạc đoạn thì bạn nhỏ này thể hiện luôn được không? Đúng rồi, đúng. Thôi được rồi, sao con rồi? Chơi hết mình đi con, nhớ hàng một bài xem cái trailer thôi nha con, đừng có buông trailer thôi. Nhá, xíu rồi. Yeah. Thôi nào. Woo. Mày vô dáng nè, dân nè. Dân. Em muốn bây giờ nhảy. Sẽ là một cặp tiên đồng ngọc nữ nè, xin mời chị Khả Như và Diệu Nhi. Hả? Tiên đồng lên, ngọc lên. Nữ nè. Lên. Trời ơi. Vô, đâu mặc có cái đâu. Đầm này là cái đầm nhảy. Đúng, cái đầm của chị là cũng là cái đầm múa. Nhảy đâu. Chị của chị là đầm múa nhảy được. Lên ra luôn á. Chứ tao nhảy múa hoài vậy. Lên hết chứ trời đất ơi. Dạ ban nhạc cho em đoạn nào khó lên là dạ. Em biết có đôi lúc anh Minh Sù muốn hại tụi em, muốn nhìn tụi em không có luôn. Đây là mang đến tiếng cười tích cực và nhân văn đến cho khán đúng. Giả không phải là chỉ mang đến cho khán giả không đâu, mà là ủng hộ tinh thần của những em đã thi rồi và đang chuẩn bị bước ra sân khấu để cho các em có một cái phút mà giải trí để đúng quên rồi. Đi cái sự căng thẳng hồi hộp đúng không? Một tràng vỗ tay cho Diệu Nhi. Hay lắm em. Ngoài cái việc mà mình làm vui cho chương trình, mình không còn làm được cái gì nữa hết. Chừng nào mà bắt đầu vô diễn xuất kịch bản thì ba chúng ta mới nhúng tay vô. Đúng không các đúng con? Vừa rồi thì mình cũng đã chỉ cho các bé cái thần thái, cái cách trình diễn như thế nào cho sân khấu rồi mà. Đúng rồi, em chị quên luôn, mình nhập tâm quá rồi. Không cần phải okay, nói nhiều nữa. Rồi. Cảm ơn mọi người. Đứng rồi đó, đứng rồi đó, đứng rồi đó. Cản lại. Một tràng hô tay cho ban nhạc. Dạ, xin mời ban nhạc một đoạn nữa. Bây giờ con chính xác là huấn luyện viên. Ê. Con nhảy đây cô chú. Hey. Nhảy cho con. Hey. Con nhảy đây, nhảy theo nè con. Trời ơi. Như vậy rồi móc mũi qua đây. Tôi đi về nhà. chị không ở lại đây nữa, chị đi về nhà. Sao vậy chị, sao vậy? Chị từng lần nhảy múa này dữ dằn lắm mà. Chị đã từng nhảy múa, chị thi và chị bị loại rất sớm luôn. Cho nên em đừng nhấn vào nỗi đau của chị nữa. Bây giờ nè. Cho chị đi về. Nhưng mà bây giờ nè,
Có ai chuyện lặp lại giùm em rồi đó. Chạy luôn đi, chạy luôn, chạy luôn. Ủa, chạy luôn, nó nghe nè, nó nghe nè. Thiệt luôn á, Nhi nó nhảy không được, em dư giữ nó đi nha. Nhi, 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 dậy, dậy, dậy đi. Dậy đi, dậy đi, có ai bắt lại đâu, có bắt lại đâu. Trời ơi, tha cho tôi đi, trời ơi. Tụi con qua đây, tụi con qua đây. Em ơi, chị là Ngọc Nữ mà cưng ơi. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chỉ còn lại một thí sinh nữa thôi, đó chính là Khải Như. Rồi, con, động tác khó là động tác này nè. Đó. À, con biết động tác ke đầu không? Trong hip hop á. Có, ke đầu. Đưa đầu, đưa hai chân lên trời. Ke đầu nguy hiểm lắm. Là con được dạy với cô không? Cái đó là bị bệnh nha, bị bệnh nha. Rồi, con nhảy lại đi. Coi nào ba cầm nó cú ba pha mặt mình luôn trời. Nhảy đi con, với cô đi phạm. Đó, thầm, thầm, thầm. Chạy luôn, chạy luôn. Bỏ cửa chạy lấy người rồi. Chú rất là xin lỗi. Chú cực kỳ xin lỗi. Tại vì chú mê cái bộ môn này dữ lắm. Chú làm chung với con nè. Này dễ lắm. Ôi, toạc quần bây giờ. Lập ơi, Lập ơi, thôi mình về luôn đi em, mình về luôn đi em. Okay. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Ừ. Lập ơi, em kích động á. Ê cha, em tháo khớp háng luôn rồi chị ơi. Tất cả các bạn nhỏ, mỗi bạn có một cái năng lượng tích cực dành cho tất cả chúng ta ngồi ở đây đúng không ạ? Và ngày hôm nay chào buổi sáng mang một năng lượng rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn trai. Con xin cảm ơn các cô chú ạ. Trời ơi. Chưa hết bài kìa. Con nữa hả? Nữa nè, nữa nè. 2, 3. Con xin cảm ơn các cô chú ạ. Sai thoại rồi, làm lại. Nửa tiếng nữa xong không con? 2, 3. Con xin cảm ơn. Rồi, sai chứ. Đây rồi, là đây chứ không đâu. Không phải đâu được á. Đệ tử luôn rồi. Bởi vậy. Lại là 2, 3. Dạ, lời đầu tiên con xin cảm ơn ban nhạc đã hoàn thành giúp tụi con tiết mục này ạ. Nè, cái sự hòa nhịp, cái sự mà kết nối với nhau nó qua những cái lời nói và ánh mắt không thực tập nè. Chúc mừng hai con đã hoàn thành một tiết mục thở thực sự. Chào 2, 3. Okay. Rất chuyên nghiệp, rất là ý với nhau. Con cảm ơn ạ. Vô đi con. Có tập đó mà kỳ. Ok, rất đáng nể, rất đáng khâm phục. 100% hợp nha, em xác định 100% là hợp luôn. Ai về nhà nấy. Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có ai? Bông hoa hồng ai mang tặng? Sao chẳng thấy ai? Tiếng chuông chùa xa và khi chiều hoàng vắng, kể tiếng giao của ai sẽ tan màn đêm sẽ mơ. Sau mùa đông ba đèn trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có ai? Bông hoa hồng ai mang tặng? Sao chẳng thấy? Hoàng phá kẻ tiêu
và Bảo Trâm. Cơn gió lạnh quá hả tụi con? Mặc đồ ấm quá. Không biết là phía dưới thì như thế nào à? Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh. Trời lạnh ơi, luôn. Không có ánh sáng luôn rồi. Rồi ấm hơn chưa anh Duy? Ấm hơn. Anh chia sẻ cảm giác đi. Bây giờ anh mới cảm thấy là Khải Như thật là đáng thương. Sao vậy? Vì mặc một cái bộ quần áo hở vai như vậy thì làm sao phải chống đỡ được những cái cơn lạnh từ gió mùa mà hai con đã mang tới đây. Con hát một hồi cô lạnh thiệt luôn á. Giống như là hai con đang bạo liệt quyết liệt ở trong một cái cơn gió mùa về thật sự luôn á. Bệnh nhoi nè con ơi. Đó, vậy đó, sợ anh Duy trúng gió muốn chết luôn. Nhoi quá. Cái quan trọng nhất mỗi khi mà em dạy các học trò của em đó chính là cao độ. Chính cao xác. Độ ở đây kể cả nốt thấp cũng phải có cao độ. Đúng. Ví dụ như những câu mình bỏ nhỏ, gió 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 mùa đông bắc về. Cái từ về đấy, nếu mà mình hát không đúng cao độ ở nốt thấp, nó sẽ trở thành phô và tạo cho cảm giác người nghe cảm thấy chết rồi, bạn này run mất, ôi bị phí mất một câu hát hay rồi. Cao độ trong bài hát này của các con ngày hôm nay thể hiện chưa được tốt. Tất cả các nốt thấp của các con bị run ý, đâm ra nó không còn cái tinh tế nữa. Cái nốt trên thì sẽ là các điểm mạnh của các con hơn, bởi vì khi mà các con hát nốt cao thì chúng ta sẽ được thả ra và chúng ta không cần phải ém lại giống như chúng ta hát lúc bỏ nhỏ. Nhưng nốt cao của các con không hề lên thẳng mà các con toàn sử dụng là kỹ thuật vuốt. Các con hoàn toàn là vuốt lên chứ không lên thẳng được nốt, đâm ra là có những nốt vuốt chưa đến được cái cao độ cần nghe. Có thể ngay bây giờ thì mọi người sẽ không nhớ hết đâu, nhưng mà về nghe lại thì mọi người sẽ cảm thấy được những cái nốt đó. Nhưng cái head voice của bọn con rất là hay. Cái head voice đấy là một cái mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có. Giọng chim hót ở bên trên á. Và cái giọng đó là đến bản thân Câu Hòa cũng không có. Cái đó là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bọn con. Nên là cô nghĩ đấy là một cái điểm đắt giá của bọn con trong phần trình diễn này. Và ước gì có một cái bộ trang phục nó bớt hiền đi một tí. Mong các con đều ghi nhận và cố gắng hơn ở trong những bài hát tiếp theo nha. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Giờ tới anh Duy nè, bây giờ ấm áp mình nói được chưa nè. Ừ. Đúng mà nãy cô Hòa Minh Di nói cái gì mà voi voi đó em. Head voi. Rồi, yes. Chỗ đó hai bé làm rất đã. Head voi là vị trí âm thanh đặt trên đầu á. Đúng rồi. Em cứ xoay qua, em xoay qua em nhìn vậy nè. Không có bè là giọng hai bé thiệt. Thật sự ngỡ ngàng luôn á. Giọng hiếm lắm luôn đó. Đúng rồi. Nhưng tụi con phải biến cái đó trở thành cái điểm mà người ta phải nhớ. Là mình phải đẩy hết nội lực để mà mình lên cái đó mà người ta phải wow, yeah. Cố lên ở những bài hát sau nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Thì hồi nãy cô Hòa cũng đã góp ý con về trang phục rồi. Nó hơi quá dễ thương so với cái bài hát ma mị này thôi. Làm cho mình chưa có được vào tâm lý một cách chuẩn xác nhất. Không, nhưng mà nếu như mà này... bây giờ bù vô nha, con mặc cái bộ đồ này mà muốn thể hiện cái sự lạnh giá và khắc nghiệt của gió mùa về nha, kêu cô Diệu Nhi ra đóng cái vai một người đang bị ho, bị bệnh á, ra một không khí đó luôn, bù lại. Tự nhiên bài hát ta đang hay cái con người phụ nữ đi ngang ho gà là kỳ. Ngày hôm nay thì Trung thấy hai bé như thế nào và cô Diệu Nhi thấy hai bé ra làm sao? Mọi người sẽ có cái cách nhìn riêng của mình thôi. Tất nhiên mình không có cái phần trình diễn nào mà mình hoàn hảo hết. Quan trọng nhất á, nãy giờ trong tất cả những cái lời góp ý của các cô chú á, thì các con có một cái ưu điểm của các con. Các con phải vui, bởi vì khi mà một bài hát của mình được khán giả tập trung vào cái điểm đó thì có nghĩa là mình đã thành công một phần rồi. Đó. Như vậy là được rồi. Còn về phần chuyên môn thì chú Trung hãy nói cho các con đi. Nói cho anh sao cho cái tông giọng anh vui lên cho các con đỡ căng thẳng được không? Cái bài hát này điển hình, thật sự nói thẳng luôn nha, bài hát này cái lời nó hơi lớn nên hồi bà chú muốn làm cho nó nhẹ lại. Tại sao chú không muốn tụi con làm quá? Tụi con làm quá tụi con sẽ mất cái chất tuổi thơ của tụi con. Cái bài hát này nó đã già dặn rồi mà tụi con làm gào thét này kia nhiều quá tụi con sẽ bị già dặn. Mình đi hát, mình nghe một cái bài hát đó, một cái người ca sĩ đó hát là mình nghe là mình phải học theo cách phong cách đó. Không phải, mình phải là mình. Anh, mình nghe bài hát đó thôi nhưng mình phải là mình. Lẽ ra em thấy mà đúng phong cách lứa tuổi các bé là phải hát gì nè. Gió mùa đông bắc về về. Đèn trên phố mà sư lại. Cảm ơn anh Duy với chị Mèo nhiều lắm. Giờ mới thấy nụ cười. Và bây giờ sẽ là một version đến từ Lớp Lá. Xin mời 2, 3. Gió mùa đông bắc về. Hết. Trời ơi. Hôm nay chú rất là ngạc nhiên với Hạ Vi là tại vì hôm nay con hát xuất sắc hơn. Mà đặc biệt là khi chú dặn con như thế nào là con làm như vậy. Khi mà có camera lên đứng ở đó quay với con là con phải diễn với máy luôn. Chú dặn con rồi đúng không? Chú dặn hết tất cả mọi người là khi mà có một chú nào cầm camera đi lên là tụi con phải buông ra diễn với máy. Và hôm nay con được điểm rất cao chỗ đó. Yeah. Cảm ơn chú. Chú chưa thấy ai làm được điều đó. Mà cái đó em cũng không biết mà nhắc luôn. Thật sự phải nói rằng là
những tiết mục ngày hôm nay được trình diễn sẽ được bắt cặp nè, hoặc là hát tam ca nè, nhưng mà cái cá thể từng bạn cũng rất là quan trọng, cho nên là các con phải tự tin nhiều hơn nữa nhé. Một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục này. Cảm ơn các con. Dầu di dầu di dầu di quả di lại di trâu vô chuồng trâu lại trở ra mà trở ra trâu lại chứ trở ra trâu lại di dầu di quá. Người già khó ngủ, liêm diêm được chút xíu mà cứ dí dẫu dí dầu. Bà dí tôi ra ngoài này luôn nè, bà nghĩ tôi là con trâu à? Sáng sớm làm gì mà cứ rần rần rộ rộ vậy? Ừ thì tôi tập văn nghệ, bài hát hôm bữa tôi với ông tập đó, ông thuộc chưa? Thuộc rồi, bà bật nhạc đi, tôi hát cho bà nghe nè. Ông ngồi đấy tôi bật nhạc cho.
Dạ, và đó chính là Quốc Hưng và Gia Uyên. Cái vòng trước á là con hát bài Mây và Núi. Mây và Núi là một cái bài mà nói chung là mình làm cho nó vui. Nhưng mà đến cái này không còn hẳn là chỉ vui nữa rồi. Các con là quá vui và quá hay. Các con thật sự là lần này các con đã thể hiện được cái giọng hát của mình nhiều hơn rất là nhiều. Chúc mừng các con, quá hết sức là tuyệt vời. Con cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát rất duyên dáng. Chú rất là thích cái giọng thoại của tụi con á. Già là phải rung lại nha. Lại đi. Ờ, bây giờ là chú muốn nhận xét hai đứa nè. Cái bài hát này nó hay lắm, nó rất là duyên dáng luôn á con. Ủa sao cái hộp dữ vậy? Chú rất là thích này, nó phải rung đó. Nó dễ thương cực kỳ. Và chú thấy tụi con rất là tự tin. Mà anh khớp với nhau không có rung một miếng nào luôn. Tụi con là vừa hát vừa diễn, không có bị khớp, không có bị lo, không có bị hoang mang bất cứ một cái gì. Có nghĩa rằng là tụi con đã tập rất là kỹ. Khoái là khoái cái cô mà đóng vai bà già đó trời. Gia Uyên. Bà già quá trời luôn. Bà nhảy cái động tác đó, bà nhảy lại tụi con coi. Hai vô. Trời đất ơi, nhìn nhớ bà ngoại dễ sợ luôn. Mà cái khuôn mặt đó, trời ơi, cái tóc nè rồi cái khuôn mặt. Các con phải cảm ơn các cô chú hóa trang đó nha. Mà công nhận nha, cái bạn mà đóng vai ông già đó, con Quốc Hưng á, rất là giống chú Thanh Duy. Cực kỳ giống chú Thanh Duy. Bà kia cũng giống bà Khánh Như luôn. Y chang luôn á, cách diễn đó. Copy bát ra gì đó trời. Lúc đi tập ấy kìa. Một người đóng là vai nam, một người đóng vai nữ. Yeah. Ủa mọi người nhảy đi, mọi người tập nhảy cha 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 chung đi. Trời ơi, nhảy cha cha nè con. Ban nhạc cho em xin nam ơi, đằng vô em. Dạ. Dạ em xin lỗi khán giả. Về Duyên ơi. Cô tập sao? Y chang cô chứ đừng có nhảy hay hơn cô quạo quá nè con ơi. Mọi người ơi, hãy xem hai bạn nhỏ nhảy thôi. Anh Thanh Duy và chị Khải Như thì cất nha mọi người nha. Nếu mà hai tụi con mà có vô á nha, rồi tụi con sẽ làm nhiều cái ghê gớm hơn như vậy gấp trăm ngàn lần nữa, chú đảm bảo luôn. Cái lực diễn tụi con như đây là chỉ có 80% lực diễn của tụi con thôi, tụi con sẽ còn làm nhiều cái ghê hơn nữa. Đúng rồi, đảm bảo luôn. Một đứa đu từ chính giữa hai xuống, một đứa từ đất độn khổ lên cho chú. Lộn vừa lộn vừa hát vậy nè. Đây không phải đập xiếc và chúng tôi cũng không phải là những con rối. Em khen mà, em khen các con về giọng hát là rất là tốt so với vòng trước rồi. Giọng con bạn nam á nha, diễn thì bạn nữ có vẻ nhỉnh hơn một xíu, nhưng so với giọng bạn nam á là giọng con rất là sáng và hát rất là chắc. Lên cái nốt cao kìa, không bị phô chệch một tí nào hết. Đấy là một cái điều mà không phải ai cũng làm được. Con cảm ơn cô ạ. Chưa, em chưa nói hết nữa. Chú còn cái thích như vậy nè. Ở cái cuối cùng mà con làm cái trái tim á, mà bạn kia không làm á con cũng vậy. Đáng yêu sợ vậy. Trời ơi con đừng bao giờ nghĩ đó là tai nạn nha. Đó là ông trời cho con một cái cơ hội cho con được duyên dáng bất chợt trên sân khấu đó con. Con ba không nữ phải nghệ sĩ nào cũng có bước phần được như vậy còn đâu. Còn cái cô nữ thì hả, cô quên xong đến khi cô dòm lên cô thấy. Thấy đâu, để vô sao. Rất duyên luôn. Đây, nếu mà hai con rất là dễ thương nha. Chú và cô Như là diễn chung với nhau rất nhiều lần rồi. Ví dụ gặp trường hợp đó đi, chị là bé nha, còn em là bé trai. 2, 3. Dẹp luôn. Ở trên sân khấu nó sẽ có những cái phần mà không đúng cái moment, không đúng cái thời điểm là để đưa lên. Lẽ là tập là hai đứa sẽ kiểu cơ liên một lúc rồi. Nhưng vui không bằng hên á. Vô tình nó lại làm thành một cái điểm nhấn cho cái tiết mục của mình. Mà nó lại vô cùng hợp lý. Tại vì đây là hai ông bà già đang tập tiết mục văn nghệ cho cái viện dưỡng lão của mình. Đúng không rồi. Con? Chúc mừng tụi con. Mọi thứ nó rất là như những gì mà chú đã viễn tưởng ở trong đầu về tiết mục này, nên là chú rất là hài lòng. Cô Dĩ Nhiên sao cô? Tất cả mọi người đã nói hết tất cả mọi thứ của tất cả rồi. Em thực ra thì sao nữa đâu? Thực ra thì sao? Thực ra là chúc mừng thôi. Thực ra thì mê vậy thôi, chúc mừng tụi con. Cô với chú Duy cứ ngồi nói trời ơi, nó làm giống như mình nói, kìa em nó nhớ hết. Và thật sự cô rất hạnh phúc vì điều đó. Và cô mong rằng
những cái tự nhiên này tụi con sẽ giữ hoài. Cô không muốn là khi mà được khen rồi cái sau này cái tụi con sẽ lố hơn hay là nhiều hơn, thì cô không có muốn như vậy. Và quan trọng hơn vẫn là cái giọng hát của tụi con. Và thiệt luôn, để nói cho nghe, những cái duyên dáng mà bên trong cái bài hát là ảnh chị tự làm. Vậy quá ra con Dư không làm gì hết ư? Bản năng và năng khiếu của hai làm con. Nói gì nó dập em quá. Kệ nó, kệ nó, kệ nó. Ừ. Tiếp nè chị nè. Những cái mà tụi con làm á, cô cảm thấy rất thích. Diễn thì diễn nhưng mà vẫn tập trung với hát, cái đó là cái điều mà cô thích nhất ở tiết mục này. Cô tự hào lắm, cảm ơn các con. Dạ con xin cảm ơn cô Khả Như và chú Thanh Duy đã cho con một tiết mục thật hay ạ. Rất là cảm ơn. Cái này là tự làm đó. Mỗi cặp song ca sẽ là một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau đúng với tinh thần mà các cặp huấn luyện viên muốn truyền đạt, đúng không ạ? Ông trai hỗ tay chúc mừng cho hai con. Vé số đây, vé số đây. Cô chú ơi mua giùm con tờ vé số với. Báo đây, báo đây. Có ai mua báo không? Cô chú ơi làm ơn mua giùm con tờ báo với. Báo đây, báo đây. Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian thôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành như áo xanh hồi đời. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi ấy nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay, đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào. Dù chiếc áo ngày mai giờ sẽ phai mờ, thế giới hơi anh thêm màu xanh áo em. Sẽ chiếc áo từng đêm em gối đầu. Dù mai nhé áo xanh về trao ước mơ. Ngày như thôi đường, rồi mãi như chiếc áo xanh em về nơi đâu. Đời đưa chân em, còn không với chiếc áo.
tràng hoa tay cho Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hân. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này, với sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống, và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhỡ đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng thùng thùng, nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng dạ, chị. Con cảm ơn cô. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khải Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay, tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra, nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi, và ba con gặp lại nhau ở trong cái câu chuyện đó, là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó. Một tiếng một hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ chịu, mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khải Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây, và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có, và mình thật sự muốn chia sẻ đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minzy. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay. Nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy, thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện, nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá. Có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp và tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao, Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay á, nghe tụi con trình diễn á, thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minzy nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để cho tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con. Từ đầu chương trình tới bây giờ thì các cặp đôi khác luôn luôn có ý kiến với anh Trung rằng là wow, rất là nể anh, bởi vì nhiều ý tưởng quá trong cái phần này, vòng hòa thanh. Còn đây là ý tưởng như thế nào ạ? Khi mà chú nhận lời tham gia chương trình này. Mời các con. Chúng con cảm ơn. Cảm ơn cô chú. Chú có một cái lời thề với bản thân mình, một cái lời hứa: nếu mà Hồ Việt Trung không làm được gì cho tụi con, nên trò trống không dạy cho tụi con được những cái gì mà chú biết, chú sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ một game show nào nữa. Cảm ơn tinh thần rất quyết liệt của anh. Và chúng tôi sẽ chờ đợi những tiết mục của các bé trong đội của anh trong những vòng thi đấu tiếp theo. Còn ngày hôm nay thì tụi con thân mến, rất nhiều cảm xúc được chia sẻ ở phía dưới. Quý vị khán giả cũng dành cho con những tràng pháo tay thật lớn. Và chúc mừng tụi con một lần nữa với bài hát Áo Xanh ngày hôm nay. Tôi mỏi chân quá, tôi đi tôi chịu hết nổi rồi. Cũng tại bà không đó, ai mượn tách nhóm ra đi khám phá làm chi, giờ lạc rồi đó, tính sao giờ? Vậy thì bà không nhớ cái mục đích của cuộc hành trình mình sao? Nhớ chứ, tụi mình đi tìm bí kíp tại tỏa sáng á.
Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, có chơi có chịu, không gặp không về. Ủa chứ bây giờ muốn về cũng đâu có biết đường đâu mà về. Dễ thương. Wow, những pho tượng này đẹp quá. Tôi nhìn họ giống như là các ca sĩ nghệ sĩ vậy. Thiệt hả? Họ là các ca sĩ nghệ sĩ sao? Ừ, tội nghiệp quá à. Chắc tại họ đi hát nhiều quá nên hóa thạch luôn rồi. Trời, đừng có nói bậy. Tôi nghĩ họ là những vị thần âm nhạc á. Vậy làm sao để chúng ta thức tỉnh họ vậy đây? Tôi có đọc một cuốn sách chỉ cách thức tỉnh họ bằng âm thanh. Thiệt không? Làm thử đi. Trời ơi, bé quá. Không có nghe gì hết trơn á. Thử lại một lần nữa xem. Họ nghe được âm thanh của mình kìa. Thiệt hả? Thiệt đâu, đó chắc chắn là mơ. Đây không phải là mơ mà là sự thật. Chào các con, hôm nay các con tới đây để làm cái gì vậy? Dạ, tụi con tới đây để tìm bí kíp tỏa sáng. Bí kíp tỏa sáng à? Nói đi em. Bí kíp tỏa sáng nằm trong trái tim của các con. Các con có đam mê không? Dạ có. Nếu như các con có đam mê thì chúng ta sẽ chắp cánh cho con bay đến ước mơ của mình. Nào theo ta. Trouble me. I really don't have
huyền ảo, và đặc biệt hơn hết là nó có một cái sự bùng nổ vào đoạn cuối cùng của chúng ta trong phần trình diễn vừa rồi. Không biết là cảm xúc của cô Diệu Nhi như thế nào ạ? Cô Diệu Nhi vẫn thích cái tinh thần ở bài thứ hai của hai con hơn, giống như nó hợp á, nó vô cái chất của mình vậy đó. Nhưng bài đầu tiên cũng rất là dễ thương. Phần trình diễn rất là tốt, chúc mừng hai con nha. Cảm ơn cô Diệu Nhi ạ. À. Còn chú Trung sao chú Trung? Bốn đứa con giỏi lắm. Anh Trung có vấn đề với tụi em. Cũng biết là cô Hòa ngày hôm nay thì cũng với một bộ váy rất là lấp lánh. Cảm giác của cô như thế nào? Quay trở lại với sở trường tiếng Anh và một bài hát mà em nghĩ là đây có thể gọi là một ca khúc kinh điển. Thì qua cái giọng hát của các con được thể hiện rất là mãnh liệt. Và cô nghĩ là hai con đã rất là thành công ở cái bài hát thứ hai. Còn bài hát đầu tiên thì đã mang lại cho tất cả khán giả ở đây một bầu không khí rất là dễ thương. Các con đã làm rất là tốt rồi, chúc mừng hai con nhiều nha. Hy vọng các con được vào vòng trong. Chị Như Văn Duy có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Đầu tiên là chắc phải cảm ơn các vị huấn luyện viên đã cho các bé một cái động lực rất là lớn. Bởi vì khi mà các bé diễn trên này, thật sự hai bé này đúng là áp lực khi mà biểu diễn tiết mục này. Cô cảm thấy các con đã làm rất là hết mình, và cái sự thông minh của các con học thoại kinh khủng làm cho cô cảm thấy trời, mình phải cố gắng để mà cho cái tiết mục nó hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh Thanh Duy. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị đã ủng hộ cho gia đình chúng tôi từ trong suốt thời gian qua, và hẹn gặp lại trong lần tới nha. Lần tới nha. Một lần nữa một hỗn tay cho gia đình Thiên Thần. Ngay bây giờ sẽ là một ca khúc rất thành công với sự thiện của ca sĩ Trúc Nhân, ca khúc Thật Bất Ngờ. Nhưng chúng ta có bị bất ngờ hay không bởi hai bạn nhỏ Quốc Hưng và Gia Uyên đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như? Xin mời. Người thờ thang, xong đến chuyện người thì nở nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lỡ cuốn người người đọc vào bảng xa vô. Ơi, mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một gì gan đàn, khóc lóc về chuyện tình giờ dàng, lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia hùa với chị này, anh kia lừa dối chị này, kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà hoa lấy ra lời vào một ngày mai nhỏ nhau nhỏ nhau nhỏ nhau. Từ ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Chuyện bạc tình có lẽ anh hơi ngây ngô, em đang hơi vô, không có lời vào màn hình TV. Đêm ngày trông tròn vào trong riêng bê bộ thế gian như mơ như thơ như ly. Ôi thật bất ngờ, trên sóng những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây, tôi muốn đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, tôi muốn đẹp xuất sắc thì điền vào đây, không có gì thì mình sẽ mua nơi. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, hát thì thầm về tôi, tôi muốn hát thì thầm về tôi, mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan là anh kia hùa với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà hoa lời ra lời vào một ngày mai nhỏ nhau nhỏ nhau nhỏ nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Chuyện bạc tình có lẽ anh hơi ngây ngô, em đang hơi vô. Trong trò vào trong chi ông về một thế giới như mơ như thơ như ly kèm bơ, ôi thật bất ngờ. Oh,
Xin được cảm ơn Vũ Đăng Ô và huấn luyện viên của mình Khả Như và Thanh Duy. Ở dưới á, anh ngồi dưới anh nhìn lên sân khấu, anh nói trời ơi chị Như đẹp quá, quá chị Như. Hôm nay chị đẹp quá trời ơi. Thật sự là nó đẹp vì thần thái của chị ạ. Mỗi một cái cách di chuyển của chị lại xử lý cái làm chủ được bộ váy của chị, làm nó không hề bị lộ liễu hay không hề bị một cái gì rất nhìn phản cảm hết, rất rất là tinh tế. Sau đó thì anh Duy xuất hiện, trời ơi đẹp không kém, thật sự luôn. Mà các anh chị diễn với nhau vở này, đây là một cái vở mà cô Hoàng nghĩ là cô Hoàng thích nhất của các con từ trước đến giờ luôn. Chúc mừng các con rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Trong cái bài hát này phải chuyển giọng, gần giọng, phải làm sao cho nó diễn xuất được các cảm xúc ở trong cái bài này cực mà kỳ khó. Em thấy chuyển rất là nhanh luôn á. Yeah. Đang hát này cái chuyển qua hồi, cái chuyển qua chuyển lại rất là nhanh, mà hai con rất là bình tĩnh. Mà lúc mà hai con vừa mới bước ra, cô Nhi thấy ồ bữa nay hai bé thấy có một cái sự trưởng thành ở ở cả cả bên ngoài lẫn ở trong giọng hát, thấy khác hẳn những cái tập trước luôn. Tập cái này cái chắc khó lắm ha. Thấy mọi người di chuyển nhanh, nếu mà không tập trung á là sẽ bị đụng liền. Tại vì vừa quẹo màng. Chính vì lý do mọi người thuần thục này kia mà coi bị hút, cho nên em cảm thấy ủa sao tiết mục này em vừa mới nhanh bắt đầu mà nhanh. Sao nó nhanh dữ. Còn muốn coi nữa, rất là hút luôn. Chúc mừng cả nhóm, chúc mừng hai con nha. Các con sẽ được vào vòng sau. À, chắc cho chị chia sẻ chút xíu. Các bé có một cái sự nỗ lực kinh khủng lắm. Chắc mọi người cũng biết là khi mà diễn mà nhạc kịch mà những cái tiết tấu nhanh như vậy á, nó không chỉ về nhịp nữa mà nó là thần thái. Mà hai bé này nó có một cái sự mà khi tập á thì nó lù lù, nó không có làm như vậy đâu. Đây là một cái trường hợp rất lạ. Thường người ta tập 10 á, người ta sẽ diễn khoảng 8-9. Còn hai bé này là nó tập khoảng 7-8 thì nó diễn là 10. Nên khi mà mình tập mình không có đo được cái bé này như thế nào. Chỉ biết là bây giờ phải tin con thôi. Cảm ơn hai con đã dạy cho cô được một cái bài học, đó là phải tin nhau. Cảm ơn tụi con đã làm thật tốt cái này. Cảm ơn rất nhiều. Thank you. Và đó là Phước Hưng và Giáo Uyên đến từ bộ đội huấn luyện viên Khả Như và Thanh Duy.
sự là một cái nhân tố mà Thanh Duy với Khả Như đã tìm kiếm từ đầu tới giờ. Một cái giọng ca mà mang rất là nhiều những cái năng lượng tích cực con biết cho không? Mọi người. Con hát mà nó cao mà nó thấp, nó cao. Chị ơi, chị thấp. Cao thấp là đúng trong nốt rồi, nhưng mà sao nào? Nó rất cao thấp luôn á. Nó rất cao nhưng mà nó rất là trầm ấm đúng không chị? Cao thấp lắm. Vâng. Con ơi, giới thiệu tí xíu đi cho hai cô chú chọn mình biết mình là ai đi nào. Con tên là Lê Ngọc Lan Anh, năm nay con 9 tuổi, con đến từ thành phố Vĩnh Long. Trời ơi, cô chú có tự hào về con không? Chứ nãy giờ Minh Sù thấy là rất là nhiều cái sự tự hào thông qua giọng hát của con quá. Tại vì á là như là một cái vấn đề của rất là nhiều những bạn nhỏ, là khi mà các bạn hát những cái bài mà cao á thì các bạn thường phô ra cái giọng của hay mình rền. Yeah, đúng hay, rồi, đúng rồi. Hay rền, nhưng cái cô bé này được một cái là có cái giọng trong sáng trong... Và khi mà cái tiếng hát nó vút cao lên á, nó thực sự là nó lôi cuốn cho tất cả mọi người. Cảm ơn con đã hát một bài hát rất là hay ngày hôm nay, cảm ơn con nhiều. Và cả cảm ơn ban nhạc nữa, ban nhạc đã đánh một cái bài hát mà nghe nó đã trong tim vậy á. Em thì em nghĩ là chúng ta nên vỗ tay nhiều hơn nữa cho giám đốc âm nhạc anh Minh Vi, nhạc sĩ Minh Vi mà đã hỗ trợ với tất cả các con nữa. Cảm ơn con, mà sao con thấy con hoang mang quá vậy? Con không vui về đội cô chú hả? Con bé ơi, con có vui không? Vui không? Vui sao mặt con buồn quá vậy? Đang con cười, cười lên. Cái né con mà. Vậy á, cái né con vui con vậy luôn. Con cười lên đi. Giờ con cười ha 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 đi. Ha ha ha. Có kiểu mà không à? Cái bài này của chú gì? Mấy cô chú có nhận xét gì về phần biểu diễn vừa rồi không? Cho em đó, nhận xét đi. Mà đi. Vì thật sự xin lỗi anh Duy, nhưng em rất thích dòng nhạc này. Và khi mà anh bấm chọn bé thì em cảm thấy rất là vui. Đây là dòng nhạc thiên về thính phòng của miền Bắc. Nếu mà anh Duy cần sự giúp đỡ gì từ em thì em rất sẵn lòng. Cảm ơn Hòa. Dạ. Tại vì chắc chắn rồi. Có những cái nốt mặc dù anh Duy đã chia sẻ với em là anh đang cần tìm kiếm một cái giọng hát mà nghe là người ta cảm thấy rất là thoải mái. Thì đây là giọng hát như thế, nhưng mà tất nhiên khi mà bé muốn thành công thì mình vẫn phải chỉnh đúng không ạ? Đúng chỉnh, rồi. Ví dụ nhà là người xin một lần khi năm. Thì bình thường người ta sẽ hát đoạn đó là năm xuống, nhưng mà bé sẽ hát là năm xuống cùng anh em. Đấy, em rất muốn chỉnh một ít ít đấy thì thôi. Thì cái đó là mình sẽ chỉnh. Dạ, cái, mong anh nhưng mà sẽ... nói về chung á, nói dạ. về chung thì cô Hòa nói đó. Không sai nha con. Tức là cô Hòa đang đi rất là sâu vào những cái chi tiết nhỏ xíu, nhỏ xíu. Mà để làm gì? Để cho con biết được cái khuyết điểm của mình ở đâu. Và cả chú, cô Hòa nhớ là cô Hòa phải hứa là cô Hòa sẽ giúp đỡ chú Thành Duy. Ừ, em bận là em mong, biết tay anh Duy và chị Như sẽ cho em cơ hội để giúp đỡ bé. Yeah, sẵn lòng. Cảm ơn cô Hòa đi. Dạ, cảm ơn cô Hòa. Chú phát biểu cảm nghĩ một chút xíu là khi mà chú nghe cái bài này, ban đầu chú lại băn khoăn bởi vì nó là một bài hát, nó mang tâm hồn của một người trưởng thành. Ừ. Nó mang một tâm hồn của một cái người là phải hy sinh cho đất nước, phải hy sinh cho cuộc sống. Thì tự nhiên chú lại bị đóng đinh vào trong đầu. À, nếu như các bé hát thì các bé cũng phải mang cái màu sắc đó để thể hiện được tinh thần vốn có của cái bài này. Càng về sau cái bất dần dần chú mới ngộ ra được một điều. Không thể nào bắt các con như vậy được. Con nhìn bằng mọi thứ một cách trong sáng. Đúng. Thì con sẽ thể hiện bài hát này một cách trong sáng. Không thể trách anh Lập trong cái tình huống này được. Bởi vì mọi người biết sao không ạ? Cái này có lẽ bởi vì anh Lập sẽ ít nghe thể loại dòng nhạc này. Nhưng mà cái nội dung của bài hát này á, nó là hoa, nó là lá, chính nó xác. Là mây, thì nó là đó, cây. Thì anh mới nói rằng dạ. là bây giờ càng về sau chú mới ngộ ra một điều là cái cách mà con đang sử dụng cái chất liệu tâm hồn của con hoàn toàn vẫn phù hợp với bài hát này. Và chú chỉ có một cái lấn cấn một chút xíu thôi. Có nghĩa là từng chữ của con á, nó bị ngắt. Nó thì không đó. Có một cái sự liên kết đúng giữa rồi, những rồi. Cái từ ngữ trong cái bài hát với nhau. Ví dụ như là 1, 2, 3. Còn con là 1, 2, 3. À, không, cái này cho Thanh Duy bị... chống lại một xíu. Cho anh chống một xíu. Cái là cách xử lý của từng ca sĩ. Có những người họ sẽ thích kiểu legato êm đềm như vậy. Nhưng mà sẽ có những người họ biết cách để mà họ nhấn vô từng chữ như vậy. Thì với con thì chắc chắn là chú Lập nói vậy cũng không sai con. Chú Lập nghe theo kiểu của chú Lập thường nghe. Nhưng mà chú yên Lập tâm nghe là... theo kiểu cổ điển á. Hơi cổ điển một đó. Chút xíu. Nhưng mà con yên tâm đi, con về đội cô chú là có luôn sự ủng hộ của chú Lộc với cô Hòa. Cho nên là mọi người sẽ dạy cho con những gì mọi người thích. Cái giọng hát của con á, theo chú nhìn thấy nó giống như là một bức tranh vẽ vậy đó. Rất là đẹp. Nhưng mà khi mà con về với đội của chú Duy đó, chú Duy sẽ tô màu thêm cho con nữa. Để bức tranh đó càng thêm hoàn mỹ đúng, hơn nữa. Bây giờ con đang mặc một cái áo đầm màu trắng thì cô chú sẽ cho con một tí xíu màu hồng của cô chú. Trời để cho mình đẹp hơn. Chúc mừng.
Yeah, nói câu slogan của đội liền. Có Thanh Duy và Khải Như thì không việc gì phải sợ. Chúc mừng. Sợ con bé luôn nó kìa. Né kìa, con bé nó né đó anh. Sợ luôn. Sợ quá hả con, thôi bây giờ mình về. Chúc mừng mình gia đình. Mình về mình chuẩn bị chúc nha. Chúc mừng gia đình mình nha. Chị Như, tấp vô. Mỗi năm đến hè, lòng mãn mạc buồn. Biết bao ngày quá, chưa chán tình thương. Trường đấy, lớp đó, bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người, à thì ra đã đi lộn trường. Ôi, tôi tới rồi nè. Ôi. Ủa? Kỳ vậy trời. Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu hết trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có giờ chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian nghe không sao. Ê, Quốc Linh. Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Đi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ quá. Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng. Tụi mình còn đăng ký thi ở xã, được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí. Hát cái bài chí bài mà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi. Chụp ly cạn lời, giấy phút ly bôi. Hát tới. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Trời ơi, ngày xưa hát hay lắm mà sao giờ ngâm thơ không vậy? Trời ơi, ông hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. Đánh trống kìa, trống trường kìa. Đi thôi. Biết nhau để nhung nhớ
lại đời ta dùng ăn cách nhau mọi ngày qua. Chưa mà con chưa gì cảm ơn rồi. Con có ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới họp phụ huynh cho hai con xong, cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bỏ. Đi về nhanh lên. Ôi, ẩm về coi thương, quá thương, nhỏ thương. Nhỏ thương à. Trời ơi, dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nô Vị Trung. Cảm ơn. Dễ thương quá. Tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây. Bùa tay. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Đã hát không được rồi, giờ còn phải chép tài liệu. Cái này á tôi biết rồi, bà Nhi bà ở trong sân khấu mà, nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ, tôi nói rồi bà này không thuộc nè. Không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em? Nó mới với em. Nó có hai câu thôi nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha, hèn chi động tác tay quá. Đúng rồi, là cục cục đi nè. Đọc. Trời ơi, đưa tay về, biết chưa? Đưa tay về Nhi bà này, đưa lên trên trời, mắt nhìn hiểu em tao. Em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chị diễn tự nhiên cực kỳ luôn á. Cảm ơn em. Em không biết luôn đúng không? Những cái lúc mà chị nhìn xuống vậy, em đâu có biết đâu đúng không? Quà Minh Di, em là em bị ngu muội luôn á. Em kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi luôn á. Thì em cứ hả, cảm thấy trời ơi, sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm rưng vậy nè. Cái tôi nói trời không thuộc bài. Chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới em cười ngất, cười ngửa luôn á. Quá duyên dáng. Nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy. Một tràng hổ tay nữa. Ôi, đi, một tràng hổ tay nữa nói đi. Nói về hai con đi, em với lại anh Trung chỉ là dẫn dắt và trợ diễn cho hai con. Nói về hai con. Nên cô Linh thì cô vẫn rất là thích giọng hát của con luôn. Thật sự cả cái dáng đứng của con là cô cũng thích luôn á. Cái dáng đứng nó rất bolero luôn ý. Đấy. Ông đi ông rất là như một ông già vậy á. Mà em bị hơi cuồng Quốc Linh một tí, nên là Quốc Linh hát gì em thấy hay hết á. Bản thân Quốc Linh là đã có sẵn bolero trong người rồi, và con chỉ cần làm hát để làm sao bộc lộ ra được hết những cái đấy thôi. Nhưng mà cô Hòa vẫn chưa thấy được sự tập trung của Quốc Linh ở trong tiết mục này đâu. Đúng nha à. Lần trước nha là chú Trung đã nhắc, cho nên cô nghĩ là Nhi làm hơi cáu. Đang vừa hát mà vừa hơi cáu vì bạn quên bài. Bạn diễn của mình
không tập trung. Con có cáu không? Kiểu giận không? Dạ không ạ. Nhưng mà Nhi ơi, phải có nhờ có Quỳnh Nhi làm chủ cái sân khấu này thì bạn Quốc Linh này mới diễn theo. Nếu không là ông này ông cứ đi lung tung, ông nhặt phấn thôi, ông lại vẽ lên bảng thôi, ông làm gì không mà. Nhưng mà nói chung là vì cô rất là cuồng Quốc Linh nha, cô rất là thích tiết mục này ha. Chúc mừng con, và nếu có được lọt vào vòng trong phải tập trung nhiều hơn ha. Dạ, chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Thật sự con rất là tinh nghịch, có thể là con tinh nghịch từ ở ngoài tới đến lên sân khấu luôn. Con bị vô tư quá, cái mình quên đi cái nghĩa vụ mình phải làm cho nó đẹp cái bài hát, hiểu không? Hồi nãy con có trường hợp con bị rớt phấn, ok con có thể phá lên con cười, nhưng mà có con cười ở đây là con cười với khán giả, chứ không là con cười với lại bạn diễn chung. Con mắc cỡ, con nhìn bạn cái con cười là tự nhiên hai tụi con là nhân vật trong một cái lớp học, tự nhiên khán giả ta thấy con, ủa sao tự nhiên xả dai vậy. Đây là một cái kinh nghiệm để mình xử lý sân khấu, hòa nhập với nhau một cách trọn vẹn nhất nha con nha. Con hai con đi ăn kem với nhau nhiều nè, nói chuyện với nhau nhiều, hiểu ý nhau hơn. Dạ. Nè, quay qua nói với bạn câu đi. Nói nhìn đi bạn con, nói đi, nói con đi, nói đi con. Nhìn bạn, nói bạn nè, nhắn nhủ với nhau. Ừ. Đi. Ok. Ok. Trời ơi, nó nghe là có một cái lỗi rất là sơ đẳng của nghệ sĩ Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Anh Hồ Việt Trung, anh ra anh giọng dạc, anh nói là trời ơi, hẹn 10 giờ mà 10 giờ rưỡi chưa thấy. Nhìn đi mấy giờ? Đâu hồ 12 giờ kém. Hồ 12 giờ kém. Diễn gì mà ngang ngược vậy trời. Đúng rồi. Trời ơi, tao làm cái gì? Tao ngồi ở dưới bãi lam. 12 giờ. Nói chung là tiết mục này nó có nhiều cái nhưng mà nó cũng vui nhỉ. Vậy là con phải rất là cảm ơn sự trợ diễn của hai cô chú. 12 giờ đã trôi qua mấy, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian rồi nó vẫn là 12 giờ kém năm. Chứ là cái đồng hồ này bị hư chắc đâu. Không, cái này là từ mẹ tới con rồi. Cứ 12 giờ là đi lãng giảng trong lớp đồng hồ. Rõ ràng. Nói chung là rất là duyên dáng và dễ thương. Anh Thanh Duy và chị Khả Như. Ủa, cứ bí nãy giờ rồi. Nãy giờ hết rồi đúng không ạ? Rất là ngắn gọn thôi. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Đúng. Nào lại nè, 2, 3. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Hay quá, trời ơi. Nó hơi chậm xíu mà cũng đều. Ừ. Bây giờ là tới anh Trung chia sẻ tí xíu đi ạ, xin mời anh. Trung ở trong đó không nghe được hai bạn hát cái gì hết. Không, hát hay, hay lắm anh, hay lắm anh, hát hay lắm, tình cảm vậy luôn. Hai bạn này hát lúc nào cũng hay lòng. Nhưng mà có lẽ là mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận về bolero khác nhau. Có người thì thích chất mộc mạc, có người thì thích cách sự luyến lấy. Riêng Hồ Việt Trung thì Trung kết hợp hai cái phần đó lại với nhau, vượt sự mộc mạc nhưng có những chữ phải xử lý, nó phải mềm, phải xử lý từng chữ một. Đặc biệt là hát mà hát gấp là không bao giờ được. Mỗi chữ nó có một cách luyến lấy khác nhau. Tại vì trong cái cách hát á, giữa Quốc Linh và Quỳnh Nhi đó, Quỳnh Nhi hát chắc hơn rất nhiều. Không, nhưng chắc mà cái hơn. Này em phải nói liền không thôi là em quên. Em cảm nhận được cái sự truyền đạt của anh Trung dành cho thí sinh rất nhiều. Dạ. Bởi vì cái cách hát ngọt ngào. Quỳnh Nhi con hát khác lắm, con hát khác dữ lắm luôn. Và cô tin rằng chú Trung đã dạy cho con rất nhiều đúng không con? Dạ, chị Trung dạy rất tràng nhiều. Tràng pháo tay dành cho thầy Trung. Hay lắm. Tình vậy cảm, là cái sự, tình cảm. Sự lựa chọn này là quá hợp lý đúng quá không ạ? Quá hợp lý. Con nhớ nha, nha, cô chú nói đúng lắm luôn á, con tập trung khen lên đi. Khen thì có khen nhưng mình không có được ý y nha. Không sao đâu, tụi con sẽ khắc phục ở trong tương lai. Và ngày hôm nay tụi con rất là đáng yêu. Một tràng pháo tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cô lên, Quỳnh Nhi, cô lên. Vô. 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 Đi vô. Tan trường đó con. Ủa, con muốn không, nói đi, gì hả? Đi, đi, đó, 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 đi, đã, đi, đi đó, đó. Trời ơi. Đi, cà lửng, cà thửng. Rồi, rồi còn nghỉ nữa. Đi, đi, xong rồi nghỉ, đưa cái chân ra nhìn đến nhà, nghỉ nữa. Đúng rồi đó, đúng cái rồi đó. Cái câu cuối đồng dính gì hai câu đầu hết á bà. Ôi, mẹ ơi, con buồn quá ra đời, con mong được nghe tiếng mẹ ấu ơ, rồi lúc biết cất lời, con mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phần đời mồ côi con đâu mất gì con, chỉ cầu mong sao luôn có. Bước giao đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết
cha mẹ, ông bà hay là người thân. Phần đời mồ côi sớm hôm thui thủi mình giờ chị bán é quá à. Em bán được không? Dạ em cũng không bán được. Vậy là chiều nay về mình phải bị ăn đòn hả chị? Nhưng mà em cũng không muốn bị ngủ đâu. Thôi ráng đi em, chắc mẹ cũng thông cảm cho mình á. Đi bán tiếp thôi em. Dạ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn, làm ơn cho tôi một ít tiền đi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ai da, trời đất ơi, nãy giờ mệt muốn chết luôn. Nè, hai đứa béo. Dạ. Sáng giờ có bán được gì không? Dạ, hả? Con không bán được. Cái gì? Hồi sáng giờ, giờ tới chiều luôn, từ chiều tối luôn mà không bán được luôn hả? Dạ. Còn mày, sao? Có bán được không? Dạ, sáng giờ con bán không được. Mày cũng bán không được luôn hả? Trời đất ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi chơi nha. Mẹ ơi, đừng đi chơi nè. Mẹ ơi, đừng đi chơi nè. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, là trời ơi. Đừng quăng. Làm gì tụi bay bán mà tại sao tụi bay không bán? Mẹ ơi, đừng có đánh em mà mẹ. Mẹ ơi, đừng cho em uống thuốc mà. Ai uống thuốc cho tao. Mẹ ơi, con uống thuốc đâu. Mẹ, đừng cho em uống thuốc mà. Hồi sáng giờ tao nói mày sao? Hả? Tại sao mày không bán? Ơ, đau quá à, đau quá mẹ ơi, đau quá à. Mày ca cái gì mà không bán được? Mày nói tao nghe coi, sáng giờ mày làm cái gì? Con ca bài phận mồ côi. Mày ca phận mồ côi, mày ca phận mồ côi không xong thì mày phải ca cái giọng cổ cho đời người ta nghe. Người ta mới mua được chứ. Ca đi mày. Mẹ cha ơi, sao nỡ bỏ con với dòng đời luôn. Mặc cho ta mưa xa tới ta tâm thân gầy. Lẻ bóng thân cô trên cõi đời này. Mẹ cha là ai, làm sao con hình dung được. Bởi vừa cất tiếng chào đời con là trẻ mồ côi. Con vẫn lặng thầm gọi mẹ cha ơi. Trời ơi, hay quá trời. Ôi, hả? Trời, con hát hay. Ủa? Quá vậy con. Trời ơi, con hát hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số mà hát hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con đó. Cảm ơn chú. Ủa, rồi con ở đây, ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả? Ba mẹ con bỏ đây một mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy?
Bây giờ ai đánh con, nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi vợ gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi, đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi đi đi. Cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú ơi. Chị đây chị, em cho chị hết tiền. Dạ. Đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú nghĩ sao cô chú dắt con tôi đi vậy hả? Vậy là sao vậy? Chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chứ lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tụi nó đúng không? Trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền đánh đập nó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá, mấy người là ai? Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc tôi con tôi hả? Bắt cái gì? Mấy người muốn tôi thừa không? Thừa cái gì? Mọi người ơi, có người bắt cóc con Đức nè. Nè, ơi. Chị có cái coi chừng tôi đó. Coi chừng cái gì? Đi. Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha, cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhông. Mày dắt theo người ta hả? Nhông. Hả? Mày ngon mày theo người ta đi. Nhông. Nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết, tao khỏi cho mày ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Đâu có mày ơi. Nè, mày bán cho tao đi. Mẹ cha ơi, sao bỏ con giữa chốn chờ đợi? Phần mồ côi con mơ giờ giữa dòng đời nổi trôi. Giờ buồn vui đâu biết chia sẻ cùng ai. Trời cao ơi, giờ mẹ Lâm ha. Lâm đừng có sợ. Chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Bây giờ con nói cho cô biết đi. Chuyện gì vậy? Có phải bà ta là người đã đâm tụi con đúng không? Con sao con? Con đừng có sợ. Ai đánh con vậy? Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao mày đánh nó? Không phải cô mà mẹ. Nói chị mày nghe. Tại sao mày đánh nó? Là chị đó. Ha ha. Chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa, mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé? Chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. Trời ơi, bà chăn dắt rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng, vật chứng có đầy đủ nè. Mời ba về phường làm việc. Chị kì vậy? Ôi vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả? Lên phường, nhanh lên đi. Quyền làm mẹ. Vậy? Được giới thiệu đến với tất cả mọi người với sự hỗ trợ của diễn viên Ngọc Nga, diễn viên Phạm Yến, Phi Nguyễn, bé Kim Thư và vũ đoàn Đam Mê. Một tràng hỗ tay cho tiết mục vừa rồi. Và chắc chắn là chú phải đứng gần con, xoa dịu con một tí xíu. Chú biết rằng là con đã quá là nhập tâm vào cái vai diễn của mình với bài hát này. Hồi nãy thì cũng đã khóc luôn, vừa khóc vừa hát như vậy thì rất là mệt đúng không con? Không biết ngay bây giờ cảm xúc của hội đồng nghệ thuật như thế nào, xin mời cô Kim Xuân trước ạ. Cảm ơn Trung, cảm ơn Diệu Nhi. Trong một cái bài hát như thế này, nhưng mà các con đã lồng vào một cái kịch ngắn mà cái tính nhân văn rất là cao. Hồi nãy mà khi con ca mà con nghẹn, con không ca được, thì quả tình là dưới này thì cô Xuân cũng chịu không nổi. Là vì mình cứ nghĩ là nếu mà con cháu trong nhà mình mà lâm vào cái hoàn cảnh như thế này thì chắc là đau tim lắm. Cái thông điệp mà huấn luyện viên của con muốn đưa ra với tất cả mọi người là hãy thương yêu trẻ con và hãy thương yêu quan tâm một cách thực sự. Không phải chỉ là chúng ta bươn bả đi kiếm sống để đem tiền về, mà kế bên đó chúng ta còn cần phải dành cho các cháu thời gian, dành cho các cháu mọi sự quan tâm. Lớn lên các cháu sẽ nghĩ rằng cái thời gian mà tôi yêu quý nhất, đẹp nhất trong cuộc đời tôi chính là những cái ký ức
cực kỳ đẹp về tuổi thơ. Cái đó không có tiền bạc nào mua lại được. Thành ra cái bài Phận Mồ Côi này, khi con trình bày với sự cộng tác của các anh chị diễn viên khác, cô tin là khán giả xem sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ, và mong rằng nó cũng sẽ là một cái thông điệp góp thêm vào những hồi chuông đã từng cảnh tỉnh về chuyện cha mẹ quan tâm tới con cái và chuyện là trẻ em bị bắt cóc rất là nhiều như thế này. Hát một cái tiểu phẩm như thế này không dễ, diễn xuất chuẩn luôn, và cái thông điệp mà cái tiết mục vừa rồi mới gửi đến tôi đó, thì tôi thấy là thật ra cuộc sống này của chúng ta nó đẹp và nó giản dị, cho đến khi chúng ta làm cho nó xấu xí và trở nên phức tạp bởi vì cái ích kỷ của chúng ta. Các em bé đó không cần là cha mẹ phải có nhiều tiền, không cần phải ở nhà cao hay là phải có xe hơi thì mới hạnh phúc. Các em bé chỉ được bố mẹ thương yêu thôi, dành cho thời gian thôi. Vâng, thành ra tôi mong rằng cái thông điệp này sẽ gửi đến tất cả những người chúng ta đang xem chương trình là hãy quý giá những cái gì mình đang có, nhất là con cái của mình. Cái tiểu phẩm thể hiện được cuộc sống đời thường. Và cô mong là dù còn bé mà con đã dấn thân vào cái con đường nghệ thuật này, và với cái tài năng như vậy thì trong tương lai con sẽ rực rỡ để đem đến niềm hãnh diện cho cha mẹ con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Phương Dung rất nhiều và xin được cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Chắc chắn là bây giờ thì cảm xúc của anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi cũng đang rất bồi hồi đúng không ạ? Mời Diệu Nhi. Em cũng không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn con đã cố gắng cùng với tất cả mọi người đã hỗ trợ con, và tiết mục ngày hôm nay nhận được lời khen từ các vị ban giám khảo như vậy thì cô rất là vui cho con. Chúc mừng con. Ba Trung cũng muốn nói gì với con cái nữa không? Dạ thưa cô chú cùng quý vị, là khi mà tập cho bé hát bài hát này là con rất là sợ, tại vì là từ đầu mùa đến bây giờ là bé không có diễn, chỉ có hát thôi. Đây là lần đầu tiên mà bé được diễn xuất trên sân khấu, nên con rất là sợ là bé diễn không được. Rồi lúc mà con còn nhắc là con ơi, nếu mà con muốn khóc thì con khóc con nhớ kiềm chế lại nha, chứ con khóc mà khóc hu 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 là con hát không được. Là con cứ sợ như vậy không. Ngày hôm qua khi mà lên dàn dựng lại vô kịch đó, thì nó rất nhiều cái sự chi phối đó, nên là hồi nãy giờ con ngồi là con cầu trời không. Con run dữ lắm. Và sau khi mà tiết mục này xong rồi và nghe những lời khen từ các cô chú ban giám khảo thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn Hồ Việt Trung, Diệu Nhi và chúc mừng đội mình. I stood by my tongue, can't hold my breath, scatter on the boat and make a mess. So I said quietly, a reply. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood but not a thing, so I fell for everything. You held me down, but I got up. A rush, push you off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire dancing through the fire. Cause I am the champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than the lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Oh, 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 oh
thần thái kìa. Trời đất ơi. Gì vậy? Trời ơi. Chị. Trời đất ơi. Con gái ơi, hay quá, máu lửa quá. Một tràng hú tay nữa cho sung được không ạ? Cảm ơn tụi con. Thu Huyền. Trời ơi, phong cách của con thật sự rất châu Âu luôn á, thật sự là. Không phải, em nhìn ngầu. Lên hai bé là giống như là Khả Ngư, Khả Nhâm. Khả Như, đúng rồi chị, Khả Như một phiên bản nhỏ. Nhìn mặt con ngầu lắm mấy con ạ, à. Em bị cuốn vào mà không rời mắt. Một cái cô bé Disney. Dạ, thật sự luôn. Và trong high school. Mà làm chủ sân khấu rất là tốt. Nhưng mà có một cái, thật sự em chỉ muốn là tiết tấu nhanh hơn một chút ở đoạn sau nữa thì sân khấu này sẽ bùng nổ hơn rất là nhiều. Còn các con đã làm rất là tốt rồi. Cảm ơn các con, chúc mừng các con nha. Cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Đây là màu sắc rất là riêng biệt của đội của chú Duy, chúng là cô Như. Tươi vui, rất là tươi tỏa sáng. Nhìn tụi con mà sáng từ nghĩa bóng đến nghĩa đen luôn. Trời, sáng từ bộ đồ, sáng ra, sáng từ tinh thần mà sáng xuống khán giả. Mà sáng thẳng cho mặt chú luôn nè con. Mà rõ ràng là khi mà tụi con bước ra sân khấu là tụi con chưa trình diễn thôi, thì cái cách lựa chọn trang phục nó cũng làm cho tất cả mọi người phải chú ý rằng là à, hai cô bé này sẽ làm những gì cho tất cả mọi người tập trung đây. Và rõ ràng là tụi con đã có thể truyền được cái sự sôi động của bài hát này cực kỳ thoải mái và trẻ trung. Nếu như mà các bé không có xác định được cái tầm của cái bài hát này á, thì rất là dễ đưa cho các bé rơi vào cái trường hợp là bị già trước tuổi. Nhưng mà rõ ràng trong cái bài hát này tụi con vẫn còn giữ được cái nét hồn nhiên của mình, và chú rất là thích điều đó. Tuy là chú không có rành về tiếng Anh nhiều, nhưng mà khi mà nghe tụi con á, nghe nó rõ từng chữ vậy đó, cho nên là chú thích lắm, cũng hiểu đó. Cảm ơn tụi con đã truyền đến cho tú một cái nhiệt của tiếng Anh. Nhìn mặt con y chang cô hồi mà hồi cô còn bé mà hay thích đi khịa đánh nhau ấy, thật sự. Hay, đừng có nhận bà con nha, thấy người ta hát hay xinh đẹp mà nhận bà con nha. Thật sự á, Minh Sù rất là thích cái đoạn mà hai bạn đấu với nhau về cái giọng hát á, chữ ra ra đúng không, mà hòa thanh chung với nhau một cái nốt cao nữa, quá là tuyệt vời khúc đó luôn. Anh Trung ơi, anh đang ngồi nhịp giò quá, cảm giác của anh như nào? Tiếc không nhận con về được. Khi mà hai đứa bận bộ đồ ra là chú rất là thích. Chú cũng thích giống vậy đó, lấp lánh như là thích. Chiếu là chú mê à. Đây là một ca khúc rất là nổi tiếng của Katy Perry. Nhưng trong cái bài hát này Katy Perry hát với một chất khác. Tụi con hát một chất khác. Không còn gì để nói cả. Chúc mừng tụi con với bài hát này. Nè tụi con nghe nè, những cái người mà ta giỏi tiếng Anh ta nói nè, mời Diệu Nhi. Em có rất là nhiều video clip về cách chia sẻ về tiếng Anh đó trên. Mà lúc đó rất tự tin á, bây giờ tự tin như thế đi. Yeah, how are you? Cô Diệu Nhi chỉ muốn hỏi là khi hai tụi con á, hát bài hát tiếng Anh như vậy á, thì hai tụi con á, có hiểu được cái nghĩa của cái bài hát này là gì không? Dạ có. Vậy thì rất tuyệt vời luôn, thật sự luôn á, rất tuyệt vời. Vậy tụi con dạy khi con. Mà tụi con hát, hiểu được vậy? Tụi con hiểu được. Cái người nghe, người ta cũng cảm nhận là tụi con hát bằng chính cái ý nghĩa từ lời Việt ở trong đầu rồi phun ra tiếng Anh như vậy. Mình thoát ra được. Rồi thoát ra được tiếng Anh như vậy. Cô Diệu Nhi, nghe hai tụi con hát không hiểu một cái gì hết. Nhưng cô Diệu Nhi đã nghe cái bài hát này trước đó, mà cô Diệu Nhi đã sợ lời bất cứ một cái gì khi mà cô Diệu Nhi nghe bài hát nước ngoài á, là cô Diệu Nhi cũng phải hiểu cái bài đó. Nhưng khi cô Diệu Nhi hát lại trên mạng, cô Diệu Nhi chỉ hát vui như vậy thôi, cho vui, cho mọi người giải trí thôi. Nhưng mà khi cô Diệu Nhi nghe tụi con nói là tụi con hát cái bài này tụi con hiểu, tụi phun ra tiếng Anh như vậy. Mình thoát ra được. Thoát ra được tiếng Anh như vậy. Cô Diệu Nhi cảm thấy rất rất là thích cái tinh thần đó của hai con. Hai tụi con không phải chỉ cố gắng hát hay, mà hai tụi con hiểu được cái nội dung và truyền tải cái nội dung, cái lửa đến cho khán giả. Thì cô Diệu Nhi là cho em hỏi chị Nhi nè, nghe cái chữ mỏ nghĩa là gì, chị phân tích được không? Em ơi, cái đó là cái sự luyến trong cái từ r đó của cái lời bài hát thôi. Kiểu hò thì chỉ từ ơi là nói đó. Trời ơi hay quá, em vỗ tay hay quá, ví dụ hợp lý luôn, người ta mới dễ hiểu. Họ kiểu nước ngoài đó. Trời ơi, là kiểu như vậy, từ quốc tế mà em chuyển sang Việt Nam, từ Việt Nam qua quốc tế, hay xuất sắc. Phải như vậy khán giả mới hiểu được, hợp lý. Chúng ta tay cảm ơn cô Diệu Nhi nhá. Đây nhà mình nè, sở trường của chú Duy rồi. Tụi con có thích hát tiếng Anh không? Tụi con thích hát tiếng Anh. Thích hát tiếng Anh cả hai luôn. Dạ. Hợp lý. Anh Duy, em hôm nay. Anh Duy cho em chia sẻ trước được không ạ? Ở vòng đầu tiên mà khi mà chú Duy với cô chọn con, chú Duy đã nghĩ ra bài này để dành cho tụi con rồi. Và thật sự khi mà tụi con trình bày á, là cô cảm thấy vì sao mà anh ấy chọn. Tại vì tụi con có được một cái điều mà cô nghĩ là cái này không phải dạy được. Đó là cái thần thái khi mà biểu diễn. Kỹ thuật biểu diễn. Đúng rồi, kỹ thuật biểu diễn. Bài hát trong sáng thì con trong sáng, bài hát ngầu thì phải ngầu chứ đúng không ạ? Và nhìn hai con như hai con sư tử con, rất là đáng yêu, rất là dễ thương luôn. Và cô là cô mèo đáng yêu bên cạnh được. Em bị cô mèo ở đây em xin lỗi, không có cô mèo ở đó. Không, nhưng sao? Dòng họ chị, dòng họ được. Nhưng thật sự tìm điểm chung của cái sự dễ thương thì thật sự đây vẫn là một tiết mục dễ thương.
Và cảm ơn anh Thanh Duy, anh đã truyền lửa cho hai bé. Và em cảm thấy được một cái sự tự tin của hai bé. Các con có đã không? Dạ có. Đó. Trả lời nha. Dạ có. Tên gì nè? Chú sẽ không nói quá nhiều bởi vì mình đã nói rất nhiều ở trong những lần mình tập rồi. Cái bài này rất là khó. Thậm chí cả Katy Perry khi mà đi hát biểu diễn ở bên ngoài á, ca sĩ mình sẽ biết đó là hát playback, có giọng chồng, giọng bè đi. Sẽ hỗ trợ rất là nhiều về cái phần giọng hát. Ở bài này là thứ nhất là các con hát với band. Cái thứ hai nữa là cái phần hát chồng rồi cái, những cái đó đó bè, là phối. Sẽ có một cái bè ở phía sau. Nhưng tụi con tự làm luôn. Chú rất là vui vì những gì mà chú dạy, chia sẻ, tụi con làm được ngày hôm nay. Mình không mừng vì tụi con tốt hơn hay là như thế nào. Chú mừng, rất là mừng vì tụi con vui vẻ, tụi con được chơi với bạn bè của mình. Và cái chính cái điều đó mới làm nên cái sự tươi trẻ và sự tự tin. Và đúng với cái lứa tuổi của tụi con mà không bắt tụi con ở trong một cái hình ảnh hay là một cái phong cách của một người khác. Vì đây chính xác là tụi con ở trên sân khấu. Cảm ơn tụi con đã luôn là chính mình. Mình tạo một cái dáng, mình nói cái tiếng rrrr thật là mạnh mẽ coi nè. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Một tràng pháo tay cho hai bạn nhỏ. Hay quá. Em nghe hai bé hát tiếng Anh xong, tự nhiên bây giờ mình có một cái tinh thần mình muốn học về tiếng Anh nhiều á. Họ nói tiếng Anh giỏi lắm. Thế mà trời ơi, em cũng giỏi tiếng Anh mà. Nói bây giờ giao lưu nè. How are you? Em fine and you fine thầy. Em hát được nhạc tiếng Anh luôn chứ giỡn à. Đâu hát rồi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Quá tiếng Anh rồi còn gì nữa. Thổi nến, thổi nến. Con thấy chú Lập giỏi chưa? Thù ơi, cho con chị vô đi em. Xin lỗi chị, xin lỗi gia đình nhà mình nha. Một trái hát tay cho hai con vô. Vô nào, vô nào. Cảm ơn. Chị đang làm gì vậy? Chị đâu có làm gì đâu. Trời ơi, chị làm biến phải không? Chị làm biến phải không? Em mát mẹ cho chị coi nè. Mẹ ơi, chị tắm làm biến kìa mẹ. Có mẹ nè con. Tắm. Dạ. Mình làm biến phải không? Dạ không có đâu mẹ. Mày làm xong hết công việc nhà chưa? Dạ, con làm xong hết rồi. Mày quét nhà chưa? Dạ rồi. Mày lau nhà chưa? Dạ rồi. Mày đốt nhà chưa? Mẹ lộn. Tám. Dạ. Mày cho heo ăn chưa? À, dạ mẹ ơi, nhưng mà cái giờ này đâu phải là giờ cho heo ăn đâu mẹ. Trời ơi Tắm ơi, mày làm biến rồi Tắm ơi là Tắm. Trời ơi, tao tức quá. Tắm ơi là Tắm. Mẹ ơi, mẹ đừng có la chị Tắm đó mẹ. Con á là con thương. Đó, sức qua đi cho mẹ xử nữa nha con. Dạ. Dạ. Tắm à. Ủa mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ đang bị amidam mà con cứ chọc mẹ hoài. Con xin lỗi mẹ. Xin qua đây. Dạ. Yeah. Dạ. Thôi mà mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Bữa nay mẹ tha cho con đi mẹ. Ừ, mẹ tha cho con. Dạ. Tha. Ây da. Tha. Ây da. Tha. Ây da. Tha. Ây da. Mẹ đánh chị Tắm mạnh tay quá vậy. Chị Tắm chị đau kìa. Mô Phật. Con đâu có muốn vậy đâu. Mà tại vì nó chọc con thôi. Con hiền quá mà. Tắm. Dạ. Đi vô làm việc nha. Nhanh lên. Dạ. Mẹ mẹ. Gì con? Hồi nãy con thấy chị Tắm ở dưới giếng chị làm gì đó mẹ. Có cái gì mà bí mật với vậy con? Mà chị vừa hát mà chị vừa làm cái gì nữa mẹ? Cái đó là bài gì vậy con? Bài này nè mẹ. Thank you.
sao nãy giờ hai mẹ con mình hát quá trời mà không thấy có cái gì hết trời mẹ? Chắc con hát lộn bài rồi đó. À, con nhớ rồi, chị Tám hát vậy nè mẹ. Bỗng bỗng bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Mẹ mẹ, cái con gì nó lên? Con gì nó lên kìa mẹ? Go 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 go. Meo. Ủa con gì mà sao nó kêu được đủ thứ tiếng hết vậy? Trời ơi mẹ, nhìn cái tướng của nó là con biết con cá gì rồi đó mẹ. Con gì? Con cá lóc. Bậy. Con cá sặc. Không phải, con cá trời kiên. À, mẹ biết rồi nè. Có gì vậy mẹ? Con khởi khi hỏi khỉ. Con khỉ nào dưới giếng mà? Ừ ha. Lộn, nó bậy nè. Mẹ ơi, con biết rồi mẹ, trên trường người ta có dạy con á mẹ. Con này là con cá bóng. Đúng rồi. Nhưng mà sao con cá bóng gì mà nó khổng lồ dữ vậy? Dạ thưa hai chị, em không phải là cá bóng thường. Em là cá bóng mú. Mẹ, hay là mình bắt nó vô kho tiêu đi mẹ. Ừ, mẹ thích món này lắm á. Nhưng mà nó to quá sao bắt vậy? Để mẹ cho con. Dạ. Ra không? Ra đâu? Ra đi chơi nè. Không chịu đâu. Giờ có ra không? Dạ em ra liền, em ra liền chị, ra liền. Em nẹo liền, em ra liền. Dạ em ra liền, dạ em ra liền chị. Trời ơi kìa. Đạp đuôi cá. Con cá này ghê thật. Hai chị rủ em ra đây nè, có gì vui không kêu ra đây vậy? Có nhiều thứ vui lắm. Nhiều cái vui lắm, trời ta quá. Nhưng mà giờ em đói bụng quá nè, có gì ăn không? Có gì ăn nè? Có món cá bóng kho tiêu. Trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, chết chị ơi. Trời ơi, trời ơi, chết chị ơi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, trời ơi. Chết rồi, không biết cá bóng có sao không nữa. Không vậy, cá bóng thì nó ngon thiệt luôn á. Thằng nó tăng luôn rồi hả? Đúng rồi, mấy mốt thì bỏ ít nước mắm thôi. Dạ rồi, ăn mặn gì không tốt đâu mẹ ha. Ừ. Loa, triều đình mở hội thứ hai. Các cô gái từ 18 đến 20 tuổi, ai có đủ điều kiện lên triều đình thứ hai nghe chưa? Mẹ ơi, con muốn thi hai. Mẹ cũng muốn thứ hai nữa. Vậy giờ hai mẹ con mình đi ha. Ừ. Ê, nhưng mà khoan, mẹ không muốn đi lên trên đó tay không đâu. Mình phải có tiết mục về để tặng cho hoàng tử chứ. Con nhớ ha, cái bài gì mà mẹ con mình hay hát không? À, con nhớ rồi mẹ. Một tay trắng tiền
cảm thấy tiết mục của tụi con có hài lòng không ạ? Cũng được. Một tràng hô tay cho hai bạn nhỏ rất là dễ thương của chúng ta. Xin được cảm ơn vũ đoàn Rồng Con rất là nhiều nha. Cảm ơn tụi con. Sợ quá à. Ở nhà có giữ giống vậy không? Dạ có. Trời ơi. Trời ơi. Giữ vậy luôn hay rồi tụi con có chị em gì không? Hay là có ai trong nhà của tụi con nữa không? Dạ có. Rồi ai ăn hiếp ai? Dạ con ăn hiếp anh hai. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Xin mời chú Thanh Duy và cô Khải Như chia sẻ cảm xúc của mình ạ. So với tuần trước, tuần này tụi con đã có một cái tiết mục phải nói là làm cho mọi người ở trường quay phải cuốn đi theo tụi con. Tụi con chú thấy là để tụi con có được tiết mục này ở trên sân khấu, tụi con phải tập luyện rất nhiều. Không chỉ là phần kịch với cô Diệu Nhi và chú Trung, là tụi con vừa phải học thoại, tụi con vừa phải thuộc lời, tụi con phải nhớ tuyến đường dây, tụi con phải nhớ rất là nhiều thứ, và cả phải tập hát, tập nhảy vũ đạo với vũ đoàn. Vậy có một tiết mục như thế này trên sân khấu, mình mới thấy được là mình làm công việc nghệ thuật á, là mình phải chuẩn bị và mình phải tập luyện rất là nhiều. Thì chú thấy được cái sự tập luyện và sự cố gắng đó của hai con so với tuần vừa rồi là hai con có một sự tiến bộ vượt bậc. Nó là hai cái cô gái dễ thương vô cùng, tuy là con diễn vai phản diện ở trong cái tiểu phẩm này, nhưng mà thấy được cái sự lý lắc đáng yêu, hồn nhiên, và đặc biệt nữa là hai con rất là ăn xâm với nhau. Tụi con có cái sự kết nối giữa bạn diễn của mình với chú Trung, với cô Diệu Nhi. Hai con và cô Diệu Nhi với chú Trung là nhìn là đúng ra một cái kiểu gia đình luôn. Cho nên là những gì mà họ diễn ra trên sân khấu nó rất là ăn ý, và mọi thứ nó rất là mượt mà. Chúc mừng tụi con một tiết mục rất là dễ thương. Chú. Xin mời cô Khải Như. Bản thân tụi con khi mà qua tiết mục này, cô lại thấy tụi con có năng khiếu diễn xuất lắm luôn. Đúng á. Rồi, quá cái năng khiếu này mới là cái quan trọng. Tại vì cái tập luyện nó không có quan trọng bằng cái năng khiếu đâu. Tập nhiều nó cũng không có. Dạ. Yeah. Một ngày một. Trời đất. Wow. 3 tiếng đồng hồ là diễn kịch là luôn. 3 tiếng đồng hồ luôn, nhớ thoại luôn. Mà thoại rồi lời lẽ rồi con. Bạn này buông bạn này. Cái năng khiếu. Cô nhìn là cô cảm nhận được là tụi con có xem clip, tụi con có học, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bản năng của tụi con rất cao. Và cái điều đó nó rất là quan trọng. Tiết mục vừa rồi nó giống như là một đối với cô nó gần như là một tiết mục nhạc kịch rồi. Phải có đúng, sức phải lắm có mới sức. Có thể mà diễn xuất, rồi có thể nhảy, có thể hát, rồi trở lại. Tại vì con biết không, khi mà hát xong á, mà trở lại mà nói thoại, lúc nào cũng bị, chắc chắn là bị như vậy. Nhưng mà tụi con không bị. Thế thì mới nói là cái sức khỏe tụi con và cái sự tập luyện rất là tuyệt vời. Nói chung là chúc mừng đội của anh Trung và Diệu Nhi. Mẹ rất là thân. Nói đi mà nói lại là cái bài sau á, cái bài chống cơm tụi con á, vì mình diễn sung quá cho nên là mình chưa có cái cao độ, cái giọng hát á nó chưa có đúng chuẩn, cái kiểu hơi hụt một xíu thôi, chút xíu thôi, nó không phải là gì, nhưng mà tại vì mình nói để mình biết được là cái khuyết điểm của mình ở đâu. Nhưng mà cái phần biểu diễn của tụi con là quá dễ thương, quá xuất sắc ngày hôm nay, rồi tha thứ hết mọi lỗi lầm của tụi con. Cảm ơn tụi con nha. Dạ, yeah. Okay. Chúng ta xin được mời chú Minh Lập ạ. Tụi con đã từng đi diễn kịch ở đâu chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ. Wow. Diễn kịch luôn. Mà tụi con diễn được như vậy mà chỉ trong vòng một ngày. 3 tiếng. 3 tiếng. Trời đất ơi, thiệt á, chú không phải nói. Nó không cắt, nó không ngưng, nó không có bị trì chỗ mà nào. Mà này nó không phải là ngắn mà nó dài đấy. Rất chứ. Dài luôn á. Dài lắm luôn đấy. Tại vì em cũng đã tập kịch cho các bé trong đội của em, và em rất là khao khát các bé trong đội của em có khả năng giống đúng như rồi. Vậy nè. Để khó chi khát lắm mình ấy. Thỏa sức mình thổi vào trong đó nhiều cái tiểu phẩm hơn, nhưng mà cái khả năng diễn của bên đội của em á nó không bằng các bé thì tập trung vào giọng hát, nhưng mà nhìn tụi con diễn á, chú tự nhiên chú ngứa hết cả người luôn, chú muốn nhào lên diễn chung với tụi con, là bởi vì á để mà diễn chung với tất cả các bạn nhỏ mà lanh lẹ như tụi con á không phải là một điều dễ dàng đâu. Thật sự bản thân chú cũng từng là mẹ cám rồi đó. Nữa mà không xong thì chết với tao. Cho nên là chú thấy hào hứng vô cùng luôn. Nhưng mà chú cứ thắc mắc hoài, không biết ở đâu, từ ở đâu mà tụi con có được những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận từ nhân vật một cách chân thật, và nó rõ ràng từng cái hành động, từng cái nhấn nhá, và rõ ràng là cái đài từ của tụi con diễn nha, chú nghe được, chú nghe rõ. Các nhiều nhiều bạn cũng thử sức diễn kịch nhưng mà lên thoại nhẹ hiều à, thoại không có nghe rõ, hoặc là thoại bị dính chữ. Còn tụi con nhá, chú nghe được hết tất cả mọi thứ mà tụi con có thể truyền đạt đến chú và khán giả luôn. Tụi con quá là năng khiếu, quá là tài năng đi.
nhưng mà diễn nhiều anh ơi, sao cho các em các bé nó diễn nhiều quá vậy, thấy tội nghiệp quá, thương quá à. Mất sức lắm luôn á. Mất sức chứ, nhưng mà tại vì á vô vòng này rồi thì chúng ta phải cố gắng mà thôi. Tại vì cái kịch này á nó phải xuyên suốt như vậy. Lúc đầu thì á Diệu Nhi có nói là thôi chắc bỏ cái tiết mục cá bóng của anh Trung đi, bị dài quá. Nhưng mà nói là nếu mà bỏ cái cá bóng đi á thì nó sẽ không giải thích được cái sự việc là tại sao rải cơm lên mà cá bóng không lên. Yeah. Nên là bây giờ chúng nghĩ là nên là mình cứ làm xuyên suốt luôn đi. Không, mà công nhận tụi con diễn tả chân thực cái tính cách của nhân vật nha. Rõ ràng khi mà bên này thoại bên kia phản ứng, chú thích cái nét cười của con lúc mà cô Tắm bị đánh á. Tụi con có nghĩa là cái nét diễn của con là cái nét diễn nó rất là dẻo, nó dẻo nhân vật á. Có nghĩa là tụi con thấy được cái nét xấu của nhân vật nhưng mà tụi con không xấu. Cái sự hồn nhiên của tụi con làm có nhân vật nó hồn nhiên theo luôn. Và rất là chúc mừng tụi con có một cái tác phẩm nó bao nhiêu hết tất cả mọi thứ. Con cực kỳ may mắn khi đội trong nằm trong đội của chú Trung. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ con cảm ơn chú. Cô Hòa tiếp lời xíu hả? Ngợp ấy. Ngợp. Em mày bị ngợp đây nè. Sợ quá à. Này em làm không nổi đâu đấy. Thật sự giống như anh Lập nói em ao ước luôn ấy. Tại vì đội em là thường em tập trung vào giọng hát của các con rất là nhiều. Và cái khả năng diễn xuất của các con không tốt. Cho nên là thật sự là mỗi lần như này là mình rất là kiểu ngứa ngáy trong người ấy. Sao khác? Nhưng mà thật sự cô quá là ngưỡng mộ con luôn. Quá là khâm phục ấy. Con biết không, nó không bị thừa ra một cái gì luôn ấy. Mà nó không bị thừa thãi ra một cái gì. Mà những cái lời thoại của các con á, nó không bị lố ấy anh. Mẹ Cám này này, có những cái câu thoại mà em tưởng anh Lập đang diễn cơ ấy. Có những cái giống lắm luôn. Rất khỏe. Thật sự thoại rất chắc. Rất là nể các con về cái việc đấy. Nhưng mà về cái bài hát thì vì diễn nhiều nên là cô nghĩ là chú Trung đã chọn cho bọn con hai cái bài hát mà nó quen thuộc, để các con không mất thời gian mà mình phải học cái lời bài hát á. Cho nên là khi mà lần sau nếu mà mình vừa nhảy vừa hát thì tất nhiên khó. Nhưng mà mình muốn trở thành một cái gì đó tốt nhất thì mình phải chăm chỉ nhất. Anh Lập thì có nói là tại sao nó dài quá rồi kịch nhiều. Nhưng em nghĩ là các con quá hào hứng với cái điều đấy cho nên anh cũng chẳng muốn cắt tí nào cả. Thích lắm, đi thích tập lắm. Thích lắm, đi tập bà này nhìn bà kia thoại xong cười rồi này kia là chúc thích mừng hai lắm. Con nhá, có xuất sắc thật sự. Cảm ơn cô. Tiến sao thuộc lời được vậy con trời. Nổi. Bây giờ vẫn còn hoang mang đúng không? Không biết thật. Tại sao các bé có thể làm được điều đó đúng không ạ? Thật quen. Ngày hôm nay ủa? Đó, rất là tài năng luôn và đặc biệt là ngưỡng mộ anh Trung. Chắc là mặc cái bộ đồ này cũng khó khăn với anh hả? Anh ơi, rồi, nói khoan, với anh với nói chị. Tới cái này anh Trung em xin anh Trung hy sinh hình ảnh. Thật sự luôn á. Anh Trung anh là con cá mà con cá bóng mú. Cá bóng mú. Chắc là cái đầm con cá của cái bà nào đúng không? Sợ người ta không nhận mình là cá bóng ghi lên trán chữ cá bóng. Rồi, cá bóng hả? Thì cái là muốn là mang đến cái tiết mục này phục vụ các khán giả cho nó được chỉnh chu. Bây giờ có cái này gọi là những cái sự mình cố gắng mình làm cho cái tiết mục nó ok hơn. Chứ ngồi trong đó gần 2-3 phút nóng gần chết luôn á. Ngồi nóng lắm luôn á. Hy sinh luôn á. Bây giờ là chắc chắn là khán giả đã hiểu được cái lời thề của anh Trung rồi. Chú có một cái lời thề với bản thân mình. Một cái lời hứa. Nếu mà Hồ Việt Trung không làm được gì cho tụi con, nên trò trống không dạy cho tụi con được những cái gì mà chú biết, chú sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ một game show nào nữa. À, đây là một cái lời thề mà em nghĩ là thực sự bây giờ khán giả đã cảm nhận được nhiều rồi. Chúc mừng toàn đội, quá xuất sắc. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Cô Nhi á, chỉ tụi con nói là đúng. Có nghĩa là cô Nhi lúc ra kia nói là con bớt nhảy lại để tụi con diễn đúng không? Để hát. Con mà nhảy sung nữa là tụi con hát hụt. Hồi nãy con hát có bị hụt đó nha. Tại vì ra nhảy cũng rất sung, rất là máu luôn. Bị máu. Bản máu năng rồi, bản năng là quá máu trong người rồi. Cho nên thôi, dặn thì dặn nhưng mà các con ra sân khấu con tự do. Em xem tập chương trình á, nhảy đẹp lắm á. Chẳng cái gì không làm khó, được. Nói chung là hai tụi con đó là chịu khó chạy chương trình xong rồi về nha. Là bắt là phải chung qua chung xách xe chung bắt chung chở đi qua bên kia để bắt tập riêng nữa. Nhưng mà hai bé nó là thôi. Cứ để cho con làm lắm rồi. Với tất cả những sự lo lắng thì ngày hôm nay các con đã giải quyết được vấn đề rồi. Các con rất là giỏi, một tràng hô tay nữa. Cảm ơn và chúc mừng hai tụi con. Khi xưa ba bé ăn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lắng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé.
gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi khi ta không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhà con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhà con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa bà còn hơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ, bà là nỗi buồn, là nỗi buồn. Vì bà cảm lạnh người xưa, ông dày bà lớn lên sức mạnh phi. Nói cho các cô chú chứ biết tụi con là ai được không, chứ sao mà dễ thương quá vậy? Dạ, con tên là Võ Nguyễn Vi, con 11 tuổi, con đến từ thành phố Cần Thơ. Trời ơi, thằng gái. Con xin tự giới thiệu, con tên Nguyễn Hạnh Giang Nghi, năm nay con 10 tuổi, con cũng đến từ Cần Thơ. Trời ơi. Hai tụi con có mối quan hệ gì không? Dạ, mới quen.
Mới quen nhau trong chương trình này hay là sao? Là mấy tụi con đi thi á, đi thi chương trình này nè. Biết, rồi sao nữa? Hai tụi con gặp nhau á. Ừ, vậy thôi chứ đúng không? Thì gặp nhau là quen nhau từ đó rồi chú ơi. Bây giờ nè, tụi con lắng nghe cảm xúc của các cô chú phía dưới nha. Dẹp cái đồ bà đổ bên. Ồ không hề, vẫn còn tồn tại và vẫn có thể nói chuyện được. Bọn em có trí nhớ rồi. Rồi, xin mời đội của anh Thanh Duy và chị Cả Như. Bởi vì Minh Xu thấy là từng cung bậc cảm xúc khác nhau và nó dồn đến cuối chương trình luôn với cái tiết mục này. Cô bị phấn khích với hai đứa con bởi vì cái giọng quá tình cảm. Chơi đàn như vậy nó lại dễ thương vô cùng. Và cô lại thấy cái bạn kế bên đứng, à không biết bạn ấy có tài năng như thế nào. Thì ra là giọng cũng rất là tình cảm và rất là cao. Con ơi. Cái gì? Con sợ quá hả con? Thật sự là bây giờ không biết phải nói sao. Nhưng mà cô chân thành, cô rất là biết ơn nếu như mà con về đội của cô chú. Bởi vì sao? Nào con của ta, dù có bão tố phong ba, giữa muôn trùng khơi xa, hãy như những đóa hoa, mặc sức mà vươn xa. La 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 la. Chú nói một điều là những ai mà học đàn từ nhỏ sẽ có một cái cách xử lý bài hát rất là tình cảm. Yến Vi đúng không con? Khi mà con hát những câu đầu tiên, chú phải xoay qua cô Khải Như, chú nói là trời sao con bé nó hát tình cảm dữ vậy. Dù con chỉ mới có 11 tuổi, rất là đáng yêu. Giang Hy cũng vậy. Khi mà hai tụi con cất giọng bè lại với nhau là chú rất là thích. Và chú cũng không biết là về đội của chú với cô Khải Như á, chú có dạy tụi con gì thêm hay không? Tại vì đây là một cái phần rất là hay rồi. Nhưng con ơi, nếu mà quê Cần Thơ thì phải về với đội cô chú thôi. Tại vì cái máu miền Tây ở trong lòng của chúng ta là có. Thứ hai nữa, tụi con mặc bộ đồ cũng hợp với cô chú. Trời ơi, sinh ra để dành cho nhau hay sao? Sinh ra dành cho nhau. Và chú cũng tin là với tài năng của tụi con về đội của chú sẽ làm cho hai tụi con hát hay hơn nữa. Cảm ơn đội màu hồng. Con, ai có nói gì kệ nghe con. Thương lắm, rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Đội màu vàng. Kìa, hai thiên thần của mẹ. Ba nói gì với hai con đi ba. Ba thương hai con nhiều lắm. Mẹ cũng vậy. Tôi xin được cảm ơn Thượng Đế đã ban hai con đến cho ba mẹ. Ai ơi, ai đẻ ra thẳng cho làm ba mẹ vậy? Con của tụi em đó. Hai con quá dễ thương đi. Rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Mà cũng rất là tự tin, giọng hai con rất là cao. Con 11 tuổi mà con đệm đàn để con hát. Và là nữ nữa. Thường thì những người mà chơi được nhạc cụ từ nhỏ đó, cái cảm âm của họ rất là chắc. Và khi mà hai con hát xen kẽ với nhau từng câu á, chú rất là thích. Cái tài năng của con thì ở đây ai cũng thấy hết trơn rồi. Cô chú chỉ mong là tụi con sẽ về với đội của cô chú. Wow. Về chuyên môn thì chú Trung cũng đã nói rồi. Thì cô Diệu Nhi chỉ bổ sung thêm về vấn đề địa lý thôi. Hai con ở miền Tây, còn cô Diệu Nhi ở miền Trung. Hai tụi con đã quen với những cái bài hát ở miền Tây rồi. Hãy đến với cô sẽ chỉ cho hai con hát những cái bài hát ở miền Trung. Ủa cô vừa cô nói câu cuối nó bị xét nhẹ luôn á cô. Thôi cô hát một bài miền Trung để chỉ mọi người. Nào bây giờ thử nè cô nè. Hát đi. Cô chỉ hát để cho mọi người vui thôi. Chứ okay. Hai tụi con đừng có nhớ cái gì về cô hết nha. Là sự diễn xuất hư con. Nói về miền Trung thì có một bài hát như thế này. Nghe nói miền Trung xa lắm. Em ơi, vậy Cà Mau bé. Em biết, chính vì vậy cho nên cô làm cho con vui thôi mà. Có gì đâu quan trọng con ơi. Vui rồi. Vui thôi mà. Thấy chưa, vui thôi tụi con. Đó, có thể lựa chọn đồ màu vàng nếu như tụi con quên nhẹ cái lời của đồng hồng. Giờ còn đồ màu đỏ nè. Nhưng chú phải khẳng định lại một điều. Hai tụi con rất là hợp với đội của chú Thanh Duy và cô Khải Như. Chính xác. Rất là hợp. Nhìn lên sân khấu là thấy là đây là phải là cặp đôi của cô chú. Tại sao lại hợp vậy? Từ cái cách hát, cách chọn bài hát và cách mà tụi con biết không, con biểu diễn mà cô chú hát theo á, giống như là tụi mình là một nhóm nhạc 4 người vậy đó. Và khi mà nhìn hai tụi con, chú ngay lập tức có những cái bài hát tiếp theo, những cái sự dàn dựng tiếp theo cho tụi con rồi. Chạy ra hết những cái chạy chữ đó rồi. Chạy quá chứ chạy luôn con, chạy xa lắm con. Đây là... Hai con ơi, bên đó chỉ chạy trong đầu thôi, còn cô đã bút sẵn ekip cho hai đứa con rồi. Trời ơi. Hợp lý rồi. Có thể tôn trọng cái đội không gạt cần không? Có chứ thôi. Trên trời nữa nó làm thơ hoài vậy. Vì sao? Xếp thành 4 chữ dễ thương muốn xìu. Muốn xìu là muốn gì? Có nghĩa là tụi con làm cho các cô chú phải tan chảy muốn xìu luôn á. Cô chú không gạt chọn tụi con không phải là tại vì cô chú không muốn chọn tụi con, mà là cô chú cũng rất muốn chọn tụi con, nhưng mà tại vì hai cái đội kia nó mạnh quá, cô chú không có đủ thời gian để mà gạt chọn tụi con. Không phải là không gạt chọn tụi con, là em ơi, cuối cùng là em không có chọn. Thôi im đi. Em nhức đầu bây giờ. Ok, hai thiên thần của mẹ. Ngay bây giờ hai con có chọn đội mẹ hay đội của hai bác bên kia? Thì mẹ vẫn tặng cho hai con một món quà, bởi vì hai con rất dễ thương. Đó chính là quà đâu.
Mẹ tặng cho con của mẹ mà. Nào mà của mẹ? Mẹ đã mua cho hai con mà. Dạ thưa mẹ, đây của con nha mẹ. Nhi ơi, đi thi á, nói chung cũng phải đầu tư. Chứ để nhà bên kia có cái khoét, cái vách, em cứ thò ta vô em lấy quá trời vậy Nhi. Mẹ xin lỗi hai con. Mày có cái gì tặng ta một nụ hôn nằm trái đi chứ mà bây giờ nào hít cái nè, hít nhạc á. Chưa mà, hai cái chưa chinh thần của mẹ, mẹ chưa làm á. Mẹ chưa làm á. Mẹ đi về mẹ. Chồng mẹ nha, đi nha, chồng mẹ nha. Chết rồi, cái này mẹ ghẻ rồi. Trời như phù thủy. Sợ quá. Thiệt luôn á. Con nhiều ơi. Khi anh Trung nên chứng chỉnh là Diệu Nhi chứ không phải là mất thành viên như chơi. Anh đã thuyết phục được gần được rồi, tự nhiên cái bà Nhi bây giờ bà dập cái rồi mất luôn. Ồ vậy là bé sợ lắm á. Bé sợ lắm. Quên mẹ đi con. Quên mẹ đi con. Ừ. Rồi, hồi nãy giờ tụi con cảm nhận như thế nào về sự thuyết phục của bốn huấn luyện viên phía dưới? Cần thảo luận không? Cần cho con rồi, thảo luận chút. Mẹ nè. Em đừng có rối loạn đội hình. Mẹ nè, con có muốn cô hát một bài tặng con không? Chọn mẹ đi. Tụi con rất thích hai đội huấn luyện viên, nhưng tụi con chỉ chọn được một đội thôi, nên tụi con sẽ xin chọn đội của chú. Anh gì vậy cô Khả Như? Thôi mẹ ơi, ba má ta đứng dưới kìa. Tôi nói với mình rồi, mình đừng làm như vậy, tụi nhỏ nó sợ, hiểu không? Tại sao không chọn mẹ? Mẹ làm quá là bé nó không còn thấy là mẹ hiền nữa mà như gì? Mẹ miền luôn. Hồi nãy nó thảo luận là tại vì lúc đầu nó chọn em. Các em làm nó sợ quá. Không gì nè, thật ra là hai bé chọn. Thảo luận gì nè. Ê, cái đội của cô Diệu Nhi á dễ thương quá. Nhưng mà mình có mẹ rồi thôi, không cần phải chọn mẹ rồi. Nữa quá. Đúng rồi. Thôi mày mốt không xưng mẹ nữa. Mẹ cái gì mà hết bẻ tay mấy đứa nít rồi bây giờ tới trợn mắt ra rồi hung nó rồi văng mặt vậy sao chọn được. Hình Nhi khó thân. Mẹ hiền nào? Không phải, mẹ có cảm giác là Nhi đến chương trình á không có định chọn thí sinh. Dạ em nghĩ vậy á. Anh Trung, anh có cảm nhận vậy không ạ? Anh Trung ơi, cảm xúc tí xíu nè. Chơi đi về. Mọi người đừng có hỏi thẳng anh quá, anh khó nói lắm. Quên đời, quên đời.
bỏ tình anh em. Tụi nó chia tay những thằng bạn thân khi xưa lúc còn gian nan, chẳng màng hẹn sáng thế nhân màu đổi thay. Khi xưa lúc còn gian nan, hỗ tay cho Quốc Linh. Yeah. Hên quá, con hát có ba chiếc xe này thôi. Xe đạp, xe máy rồi xe xích lô. Con mà hát cái bài nào liên quan tới xe lửa chắc chương trình đầu tư đó con hả? Xin được mời ý kiến của ban giám khảo ạ. Mời cô Kim Xuân. Sao mà con nhỏ xíu vậy mà con lại có một cái nội lực ghê luôn á. Đặc biệt là những câu cuối cùng của con á. Trời ơi, nghe thương kinh khủng luôn. Con làm cô nhớ những năm trước. Nhớ Tấn Bảo nè, nhớ Đức Vĩnh nè. Cũng là một cái cậu trai nho nhỏ nhưng mà giọng hát nồng nàn. Mà cái âm nhạc của con nó cũng gần gũi lắm. Cái chất của huấn luyện viên đã phả vào cái bài hát này rất là rõ, rất là giản dị, rất là chân thành và rất là gần, gần lắm với đời sống lao động của rất là nhiều người. Và cái giọng con cũng vậy, nó ấm mà nó thương lắm. Thì cô nghĩ là trên cái đường con đi là con sẽ tiến rất là xa. Con có một cái chất giọng lạ lắm, con hát thoải mái rất tự nhiên. Bác khuyên là chọn những cái bài nào cái tông nó trưởng thay vì tông nó thứ. Tại vì bolero nó đã chậm rồi, nó lại hát tông thứ, nó lại kể những câu chuyện buồn thì nó sẽ lấy năng lượng của chúng ta đi rất nhiều. Thế thành nên nếu muốn hát bolero thì chọn những cái bài nó tươi một chút. Vâng, để mà giữ lấy cái đẹp, giữ cái hy vọng trong cuộc đời. Chứ còn nếu mà cứ để tâm trạng của chúng ta buồn như những cái bài hát buồn đó thì là một điều không hay nhá. Mà ở nhà đó, con thích hát hay là con thấy ba mẹ con hát? Dạ, con thích hát ạ. Mà con thích hát mà con có cái mộng ước gì về cái nghề này? Dạ, con muốn được làm một ca sĩ đứng trên một sân khấu lớn ạ. Rất tốt. Tự vì con có đam mê, con có thích thì con mới trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp được. Và nói thêm là có lẽ là bây giờ con quá nhỏ để mà hiểu những cái điều này đâu. Thế nhưng mà đa số chúng ta nghĩ là chúng ta chọn một cái nghề nào đó, tôi chọn làm ca sĩ, tôi chọn âm nhạc. Nhưng mà không, thật ra là tổ âm nhạc chọn chúng ta nhá. Thế thì bây giờ con còn đang trẻ, con thích hát là con cứ hát, con muốn nổi tiếng cũng được, mà con muốn đem lại niềm vui cho cuộc đời cũng được. Đúng vậy không bà? Dạ đúng rồi. Ok rồi. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ba giám khảo. Bây giờ chắc là ba Trung và mẹ Nhi phải chia sẻ tí xíu với con hả? Mời ba Trung. Từ những năm sau này con bắt đầu theo cái dòng nhạc bolero. Khi mà con dạy lại cho các bé đó thì con luôn luôn là nghe những cái lời dạy của các cô chú đi trước. Có một lần con thi game show thì cô Phương Dung có dạy con như thế này: hát bolero đầu tiên nhất là phải đúng lời của nhạc sĩ là điều quan trọng nhất. Mình hát sai lời là sai hoàn toàn ý nghĩa. Thứ hai là phải rõ lời, và thứ ba là cảm xúc. Thì ba điều này con đã nghe được những cái dạy, những lời dạy của cô, và con đã truyền lại cho các bé. Và hy vọng là cái tiết mục này sẽ làm hài lòng của các cô chú và tất cả quý vị ở đây. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn Hồ Vị Trung rất là nhiều. Và với sự cố gắng này ngày hôm nay thì Quốc Linh của chúng ta đã có một ca khúc rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Một tràng hỗ tay nữa cho Quốc Linh. Xin được chúc mừng con.